Chào mấy chị nha. Hai em hóng nãy giờ kha kha. Chị nào vô rồi chấm chấm và share livestream giúp em nha mấy chị ơi. Chị nào vô rồi chấm chấm và share livestream ha. Chị nào vô rồi nhớ chấm chấm và share livestream nha mấy chị nha. Hello Quốc Phạm, chào chị Minh Xuân nè mấy chị ơi. Chị nào lên rồi nhớ là xe live stream mấy chị ơi, tặng quà đồng like luôn ha. Có phải tặng quà đồng like mà bán rẻ đồng like luôn. Được mạng chưa mà mời bạn. Tự mạng chưa ơi. Chắc không. Xe phòng trong này mạng hơi dưới thật á. Chắc chắn là đổi mạng luôn rồi. Chưa. Để em kiểm cục vào cái cục của đây luôn. Tí nữa like xong đẩy về cho mình. Chào chị Tú Trinh Thi nè, chào chị Trần Thị Thùy nè, chào chị Thủy Tiên. Tết rồi sắm đồ chơi Tết mấy chị ơi. Mạng ơi là mạng. Yếu lắm hả mấy chị. Chị nào chia sẻ được điểm danh cho em cái nào. Ui không thấy hiện lên phay vậy. Chị em vô ké thăm tường nhà em mới thấy em like hả. Màu đang mặc bao nhiêu ký vừa á à, bồng bông. Màu đang mặc bao nhiêu cân cũng vừa bồng bông ơi. 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về mang ok hết, 54-55 cân đổ về mang ok hết ha. Tại vì nó là len nha, nó là len cho nên mang thoải mái luôn, vô tư luôn ha mấy chị, vô tư luôn ha. Đây co giãn thoải mái luôn, 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về mấy chị nha. Thấy bình thường rõ à, vậy là do mạng của mấy chị rồi. Nếu mà có người thấy bình thường rõ là do mạng của mình ha. Mấy chị share like nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Mới có 50 lượt chia sẻ thôi, em chuẩn bị lên tặng. Em lên bán rẻ đồ like nha, bán 1k nha. Lên sản phẩm bán 1k. Chị dành cho chế nào xe live stream nha. Mấy chị ơi xe mạnh tay giúp em 5 hội nhóm nha. 5 hội nhóm và lên 3 lần cho cá nhân. 5 hội nhóm và 2 lần cho cá nhân thôi được rồi hả. 5 hội nhóm và 2 lần cho cá nhân nha. Chào Lê Thị Hồng My nè. Chào chị Nguyễn Phương ha. Hello chị Nguyễn Phương. Rồi chế nào lên rồi thì chấm chấm và xe live stream liền tay giúp em nha. Chấm chấm và xe live stream liền tay mấy chị nha. Chị nào xe rồi điểm danh đại chia sẻ giúp em đi. Điểm danh đại chia sẻ nha. Rồi tặng quà đồ like luôn mấy chị ơi. Tặng quà đồ like ha. Dành cho chị nào xe live stream nha. Nhớ là có kiểm tra nha mấy chị ơi. Có kiểm tra nha. Rồi bán sản phẩm 1k trước nha mấy chị. 1k 1k là hết như thế nào chia sẻ cho em từ 5 hội nhóm trở lên nha. Xong thì chụp inbox cho em nha. Nhớ là xe 5 hội nhóm trở lên giúp em nha mấy chị ơi. 1k xe 5 hội nhóm giúp em trở lên nha. Và trang cá nhân chế độ công khai với chị nha, chia sẻ trang cá nhân và hội nhóm chế độ công khai giúp em ha. Chị bán xét yếm lên thôi Hà Thảo.
còn nhiều thứ lắm Huyền ơi. Trưa nay em bán bí mật nha, nhiều lắm, bán xếp xong rồi bán đủ thứ, trời ơi đã lắm rồi. Một ca chị ơi, comment một ca kèm số điện thoại lên cho em nha. Nhớ là sẽ livestream và theo dõi chế độ công khai giùm em nha mấy chị ơi, sẽ livestream và theo dõi chế độ công khai nha. Rồi một ca comment một ca kèm số điện thoại lên cho em mấy chị ơi, một ca nha, một ca không xem được, cuộn ghê trời. Sao vậy Lê Huyền Mai ơi, chị vẫn không xem được hả? Trời, chị bận làm. À, chị bận làm hả? Chị bận làm hay là do mạng yếu? Chị nào bị mạng yếu nhớ báo em nha, để em biết nha. Rồi một ca đây chị ơi, áp dụng xe live stream nha, một ca. À, mấy chị ơi, hôm nay là mùng 1 sớm mai, mấy chị nào xả hàng đồ thì hạn chế dùm em nha mấy chị nha. Hôm nay mùng 1 nha. Ở ngay từ xả đồ là buồn lắm luôn á. Bởi vậy mấy chị hạn chế dùm em, chốt hàng cho kỳ giúp em nha. Hôm nay mùng 1 sớm mai nha. Một ca lên đi mấy chị ơi, một ca lên đi. 1.000 nha mấy chị, 1.000 đồng nha, 1.000 đồng như cái này em bán nha mấy chị, bán nha. 1.000 đồng ha. Mấy chị nhớ là bán, nhưng mà mấy chị nhớ là phải đủ đơn cho em rồi mới đi được nha. Rồi 1.000 đồng, 1.000 đồng. Comment nhanh tay lên giúp em này, 1.000 đồng này, 1.000 đồng kèm số điện thoại là 1 ca nha mấy chị, 1 ca kèm số điện thoại ha. 1 ca kèm số điện thoại giúp em, 1 ca nha mấy chị, nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay nha. Nhanh tay nha. Rồi một ca chốt cho chị Sakura nha, một ca chốt cho Sakura. Mấy chị kiểm tra xe livestream giúp em với Sakura chia sẻ cho. Rồi một ca cho Sakura ha, comment nhanh nhất này, một ca cho Sakura comment nhanh nhất ha. Một ca cho Sakura comment nhanh nhất này. Rồi mấy chị xe like nhiệt tình đi mấy chị ơi. Nhớ là có chia sẻ thì mới được nha mấy chị. Không chị nào mà mình nhất là với những cái sản phẩm mà mình thích á, mà mình rất may mắn mà mình trúng rồi mà bị thu hồi là uổng lắm nha. Chưa chia sẻ bị thu hồi là uổng lắm luôn á. Rồi một ca cho Sakura này. Xe la nhiệt tình đi mấy chị ơi. Sakura. Sakura. Dạ. Sakura. 1.000 ha. 1.000 đồng cho Sakura này. 1.000 đồng cho Sakura. Mấy chị xe bằng tay mấy chị ơi, xe la nhiệt tình luôn rồi lấy cái set này luôn ha mấy chị. Một cái set xinh đẹp này luôn. Một cái set xinh đẹp luôn ha mấy chị ha. Chị được xem tới 1:20 thôi. Ok, chị Uyên Nguyễn là 1:20 là đủ rồi, không cần nhiều ha. Mấy chị xem mảnh tay nha, mấy chị ơi xem mảnh tay nha. Lấy xét em đang mặc là chị nào nhá, chị nào lấy xét em đang mặc nhá. Từ từ, xét em đang mặc từ từ nha. Chất siêu xịn nha mấy chị, chất siêu xịn siêu đẹp cho mấy da cô gối. Mẫu này 54-55 cân đổ về nha mấy chị nha, 54-55 cân đổ về. Rồi nguyên một xét này luôn. Sao vậy anh? Em chưa xem á hả? Chưa xem luôn. Tối hôm qua live xong là tới mấy giờ rồi? Sáng nay quá trời nè. Sáng nay dậy mấy giờ? Rồi tiếp thôi, để qua đi tí nữa em tư vấn hết. Không tí nữa em like kèm luôn. Rồi chị nói inbox kèm em mà em chưa kịp inbox, có mấy chị thông cảm giúp em nha. Thông cảm giúp em nha mấy chị ơi. Bận quá để tí xíu em like xong em tư vấn, hoặc là chút xíu em tư vấn trực tiếp trên like luôn nha mấy chị nha. Đặt trực tiếp trên like cho em luôn. Rồi, set này nhóm chị 9.000 đồng nhóm chị ơi, 55-54 cân đổ về 9.000 đồng, vải siêu xịn luôn ha. Vải siêu xịn siêu đẹp luôn, dài dặn cho nên mấy chị yên tâm. Nó dài nên mấy chị yên tâm ha. Đó, rất là đẹp luôn, chất bao chất nhóm chị đẹp lắm. Rồi, 9.000 đồng nha, comment mã 9K kèm số điện thoại giúp em. Mã 9K nhóm chị, mã là 9.000 đồng nha. Comment nhanh tay lên 9.000 đồng nha, 9.000 đồng thôi. Comment nhanh tay nha mấy chị ơi. 9.000 đồng cái set này chọn may mắn nha, 9.000 đồng. 9.000 đồng. Comment 9.000 cho em là 9K nha, 9K. Comment lên đi mấy chị ơi, comment lên 9K nha, 9K nha. Set này chọn nha, set này em sẽ chọn ngẫu nhiên ha. Rồi sẽ lướt lướt chọn ngẫu nhiên nha, rồi 9K. 9K này. Vậy lướt comment lên đi mấy chị ơi, comment lướt comment hết lên đi nha mấy chị, em sẽ lướt cái này nha, lướt cái này và chọn đại một người ha. Đây sẽ lướt cái này và chọn đại một người nha. Lướt cái này và chọn lại một người nha. Đó, cho nên mấy chị cứ lướt, cứ comment lên cho em đi, cái nào may mắn là người đó được ha. Rồi nhanh tay mấy chị ơi, nhanh tay nha. Nhanh tay tặng cái áo len thật đẹp coi. Nhanh tay để em tặng một cái áo len thật đẹp ha. Nhanh tay mấy chị ơi. Nhanh tay để lên áo len thật là đẹp luôn nha. Tặng áo len thiệt là đẹp luôn. 9.000 lên đi mấy chị, 9.000 lên nha. Nhớ là xe live stream nha. Mới có 121 là chia sẻ thôi mấy chị ơi, mới có 121 là chia sẻ thôi. Mấy chị xem bàn tay lên cho em nha, xem bàn tay lên. Xem bàn tay lên ha. Rồi, xem bàn tay lên ha. 9K 9K kèm số điện thoại nha. Rồi bây giờ em chọn nha mấy chị, em lướt nha. Lướt đại đại nha mấy chị. Ấn chung ai thì đó được ha. Ấn chung ai thì đó được ha. Gì đấy gì mà lướt mà lướt lướt thì lướt 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 như dừng nè, dừng nhưng mà ấn đại nè mà sao ấn không chung ai.
Đúng rồi. Nhỏ đá hả? Bị thịt liền. Nhỏ đá đá là ai ta? Nhỏ đá đá. Kiểm tra nhỏ đá đá giúp em có số điện thoại là 0354373115 ha. Nhỏ đá đá. Kiểm tra giúp em đã chia sẻ chứ ha. Chính ca thuộc về nhỏ đá đá nha. Em có tin người ai nhìn thấy được. Nhỏ đá đá. Nhỏ đá đá nha mấy chị, nhỏ đá đá nha. Nhỏ đá đá ha mấy chị ha. Đây, chế nào nhỏ đá đá này. Đó, chia sẻ lên chương trình nha. Kiểm tra trang cá nhân giúp em nha. 5 lần hội nhóm và sẽ giúp em 2 lần trang cá nhân nha. Chính ca của nhỏ đá đá này. Nhỏ đá đá inbox giúp em thông tin nha, khách mới nha. Nhỏ đá đá khách mới này inbox giúp em thông tin nha. Nhỏ đá đá 9.000 đồng này. Nhỏ đá đá 9.000 đồng ha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha. Áo len xinh đẹp đi. Một em áo len siêu xinh luôn. Chưa có chia sẻ em ơi. Chưa có chia sẻ hả? Nhỏ đá đá chưa chia sẻ thì thu hồi quà rồi nha. Nhỏ đá đá chưa chia sẻ thu hồi quà nha. Để cái khác, cái đó tí em tặng lại nha. Tặng cho người kế tiếp luôn. Quay nhanh đi. Tiếp nha mấy chị. Quay nhanh đi. Quay tiếp hả? Ừ. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, nhỏ đá đá hủy nha. Hủy quà của nhỏ đá đá chưa chia sẻ nha. Cứ lướt về nha mấy chị, chọn lại một người ha mấy chị ha. Rồi chị Thảo Nguyên. Chị Thảo Nguyên nha. Thảo Nguyên nha. Rồi cái set đó thuộc về chị Thảo Nguyên nha mấy chị ơi. 9K thuộc về chị Thảo Nguyên nha. Rồi tiếp mấy chị, áo len xinh đẹp luôn. Một cái áo len xinh đẹp nha mấy chị ơi. Dày dặn đẹp dạ mang luôn ha. Màu này mặc lên cung kinh khủng khiếp luôn. Đây, rồi màu này nha mấy chị. Màu này nha. Rồi màu này nha mấy chị ơi. Màu này 19K. Comment 19K kèm số điện thoại lên giúp em. 19K kèm số điện thoại lên nha. 19K nha. 19K kèm số điện thoại lên giúp em nha. Chị xét chị mặc còn không còn nha Diệp Thùy ơi, mới lên live thôi. Nhớ là chị, cái xét em đang mặc bán 99K luôn, nhưng mà chị áp dụng chia sẻ live stream thôi. Cho nên mấy chị nhớ giùm em là chị nào không chia sẻ live stream thì đồng nghĩa với 101 giùm em nha mấy chị. Có nghĩa là mấy, nếu mà mấy chị mà mình muốn mua đồ với giá bình thường thôi, không có cần áp dụng giá khuyến mại á, thì mấy chị sẽ mua với giá là 101 giùm em nha, đối với xét lên ha. Thảo Nguyên đã chia sẻ nha. Ok, Thảo Nguyên đã chia sẻ nè. Rồi món quà là thuộc về Thảo Nguyên nha. Rồi tiếp cái áo này nha chị, 19K lên cho em nào, 19K nha. Em sẽ lướt cho những chế nào may mắn nha. Đừng có lướt chung 9K nha. Đừng có lướt chung 9K. Thì cháy cứ comment đi, comment càng nhiều em bấm càng thì chúng chị. Đúng rồi, mình comment càng nhiều lần á thì cái số lượng may mắn á chúng mình sẽ càng cao ha. Chúng mình sẽ càng cao luôn, mấy chị cứ comment 19K cho em. 19K nha mấy chị, 19K ha. Comment càng nhiều thì khả năng trúng càng cao. Mấy chị ơi, xe live stream lợi lắm. Mấy chị xe đi chút xíu là xe len cho cùng chị bán có 99K dành cho chị nào xe live stream ha. Xe len cực đẹp luôn nha. Cùng chị 99K thôi, xe len bây giờ là đang bán với giá 101 á mấy chị. Tại vì vô mùa giá nó có cao hơn đợt trước một chút xíu á. Đó, thì với giá là 101 á, nhưng mà em vẫn bán giá 99K. Nhưng mà chị áp dụng chế nào xe live stream thôi nha, bán chị Ân thôi ha. Rồi đây là cái cục, cái nhé là không còn đâu. Mà cái cục này là cái cục xỉ ha, xỉ đặc nhưng mà đó, nhưng mà xỉ bùm nha. Cho nên bây giờ khách lẻ mình mới còn á, không thôi là không còn. Đợt trước là bán ngày hôm kia là bán sạch trơn, không còn một set luôn á mấy chị, không còn một set luôn á. Em chia sẻ rồi, thế nào vậy Diễm Huy ạ? Ok, chốt 19K nha mấy chị ơi, chốt 19K nha, lướt 19K nha. Em bắt đầu lướt 19K đi. Rồi bắt đầu từ đây ha. Rồi bắt đầu từ đây nha. Đầm của em mặc em chưa chốt mấy chị nha, đầm của em. Bắt đầu từ đây em lướt nha mấy chị, lướt nha. Lúc là dừng một người bất kỳ thôi mấy chị ha. Dừng lại một người bất kỳ nha. Ai đây? Chị nào đây? Người nào đây? Vũ Thị Cầm Giang nha. Chị Vũ Thị Cầm Giang ha. Vũ Thị Cầm Giang. Anh kiểm tra giúp em chị Vũ Thị Cầm Giang chia sẻ chưa. Vũ Thị Cầm Giang nha mấy chị ơi. Chị Vũ Thị Cầm Giang. Lại được quà. Để chị Vũ Thị Cầm Giang. Rồi Vũ Thị Cầm Giang lại trúng quà. Rồi chia sẻ giúp em Vũ Thị Cầm Giang lại chia sẻ chưa ha. Hello chị Oppo Oppo. Vũ Thị Cầm Giang nha mấy chị ơi, Vũ Thị Cầm Giang nha. Chia sẻ giúp em. Rồi chia sẻ giúp em mấy chị. Rồi em lên bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? 193 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. Mấy chị nhớ là xe live stream giúp em 5 lần hội nhóm nha. Chị nào trúng quà nhớ xe 5 lần hội nhóm giúp em. Và ít nhất 2 lần trang cá nhân nha mấy chị nha. Rồi còn chị nào mình mua cái set len này với giá là 99K thì mấy chị nhớ là xe live stream giúp em nha. Nếu mà Vũ Thị Cẩm Giang ơi, chia sẻ chế độ công khai cho anh em ơi. Chia sẻ chế độ bạn bè là bữa trước anh dặn rồi mà ta. Chia sẻ chế độ bạn bè không được tính nha. Không, lần này lấy lại quà cho người khác.
Bữa trước có nhận được mà ta. Bữa trước nhận rồi mà vẫn quên, lần lần này em lấy lại quà thật nha. Tại đợt trước đã ưu tiên cho rồi. Đợt trước em đã ưu tiên cho rồi ha. Đợt này vẫn chia sẻ chế độ bạn bè là em không có tặng nữa nha. Em lấy lại quà nha, tặng cho người khác nha. Nhưng ai đây? Em bấm có đúng cái dòng 9K không? Đúng đúng đúng, 19K. Nguyễn Phương nha. Phương chị nào? Nguyễn Phương nha. Nguyễn Phương 225. Chị Nguyễn Phương 225 nha. Đổi lại quà tặng cho chị Nguyễn Phương 225 nha, 19K. Được không? Đấy. Nguyễn Phương nha. Cái này đúng không? Đúng rồi, 19K của Nguyễn Phương. Từ từ, 19K của Nguyễn Phương hả? Để kiểm tra Nguyễn Phương này nha. Kiểm tra Nguyễn Phương rồi em lên xếp len luôn nha mấy chị ơi, chuẩn bị bán xếp len luôn. Chị nào chưa chia sẻ nên chia sẻ giúp em. Nguyễn Phương đã chia sẻ rồi hả? Rồi, món quà thuộc về Nguyễn Phương nha, Nguyễn Phương rất là may mắn luôn. Vũ Thị Cầm Giang cực kỳ may mắn luôn nhưng mà đã không chia sẻ livestream chế độ công khai. Nên em xin phép được lấy lại quà và nhường lại cho người tiếp theo là chị Nguyễn Phương nhé. Rồi, em lên xếp len luôn nha mấy chị ơi, lên xếp len nha. Lên xếp len luôn nha mấy chị. Mấy chị xe livestream, cái máy nó hôm nay nó bị gì đâu. Rồi, cái xếp len đang mặc nha mấy chị. Đẹp lắm luôn, đây nè. Đó, hơi bị dễ thương luôn á. Đây, xịt bùm thì lúc may là xịt bùm cho nên mình mới còn hàng được chốt cho khách lẻ này. Tại vì khách lẻ yêu dấu của em á là rất là nhiều chế là chưa có xếp len ha. Rất là nhiều chế chưa có xếp len, hỏi em quá trời quá đất luôn. Đó, hỏi em quá trời quá đất luôn ha. Nhưng mà em hết mất tiêu rồi, tại xếp len á lâu lâu nó về một lần. Mấy chế theo dõi là mấy chế biết rồi đó. Xếp len lâu lắm lắm mới về một lần luôn, thực sự luôn. Rồi mấy chị ơi, chuẩn bị nha mấy chị ơi, chuẩn bị comment cái xếp em đang mặc nha. Cực kỳ đẹp luôn, 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về mấy chị ha, 55-54 cân đổ về mấy chị nhớ giùm em nha. Tại vì nó co giãn thoải mái cực kỳ, nó sẽ hơi ôm vào trong người một chút như vậy mấy chị ha. Tính chất len của nó sẽ ôm vô, cái đối với cái xếp yếm này nó ôm vô vậy. Nhìn nó rất là đẹp và gọn người chứ chị. Rồi chị nào ơn cái xếp em đang mặc comment nha, tại vì em nhớ là 99k chị áp dụng chế là xe livestream thôi. Còn họ xe livestream thì 101 nha, tại vì em vẫn đang bán với giá là 101. Đó là giá thật của nó nha mấy chị, đó là giá thật luôn, giá 99 là giá xì thôi ha. Đó, còn giá thật của nó bán lẻ là 101 nha. Cho nên chế nào mà xe livestream là được giá xì thôi nha. Rồi comment nhanh tay cho em mã này là mã số 1 kèm sinh thoại giúp em. Mã 1 kèm sinh thoại giúp em 101 nha, 99k áp dụng xe livestream. Ok chị Nguyễn Thị Phúc nha, chút xong lại em inbox cho chị nha. Chị ơi, chút xong lại em nhắn tin nha. 99k áp dụng chia sẻ livestream. Comment mã số 1 cho em nha, mã số 1. Mã số 1 kèm số điện thoại giúp em nha, mã số 1 kèm số điện thoại giúp em. Mã số 1 nhanh tay mấy chị ơi, mã số 1 gần hết nha. Chị nào lấy số 1 comment số 1 nhanh tay giúp em. Mấy chị ơi nhớ giùm em là mấy chị ơi nhớ giùm em hôm nay mùng 1 cho nên mình suy nghĩ thật kỹ trước khi chốt hàng giúp em, đừng có xả. Số 1, mã số 1, mã số 1. Làm ơn đừng có xả nha mấy chị nha. Rồi, mã số 1 mua may bán đắt này. Vâng em. Mã số 1. Rồi hết chỗ ở đây ra là em ngồi xuống đó ra ngoài nào. Mã số 1. Ngồi xuống đó ra ngoài đi. Rồi mã 1 màu trắng, mã 1 màu trắng có 3 set nha. Mã 1 màu trắng có 3 set. Mã số 1 này, mã số 1. Mã số 1 cho Mina 278 này. Mã số 1 cho Sakura này. Và mã số 1 cho chị Nguyễn Thị Mỹ Yên đuôi 972 nha. Mã số 1 cho Nguyễn Thị Mỹ Yên luôn ha. Hết mã 1 nha mấy chị ơi, qua mã 2 đi. Mã 2 thì cái yếm y chang luôn nhưng mà cái áo của nó áo màu đỏ nha mấy chị. Mình chế chốt hàng cái nào chắc mà nói cho em nha. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha. Thay đồ, thay đi. Rồi y chang luôn nha, màu đỏ. Comment mã 2 cho em. Y chang luôn nha, màu đỏ nha. Mấy chị comment mã 2 giúp em, nhanh tay nha mấy chị, mã 2. Mã 2 giúp em nha, mã 2. Y chang luôn nha mấy chị nha, y chang luôn. Áo và yếm y chang luôn. Nhưng mà nó là áo màu đỏ đô nha. Rồi mã 2 giúp em, chế nào hụt mã 1. Comment mã 2 nhanh tay. Mã 2 nhanh tay luôn ha. Rồi mã 2. Cáo này mặc cực kỳ trắng da nha mấy chị. Mã 2 mặc cực kỳ trắng da luôn. Nổi làn da trắng lên nha mấy chị. Mã số 1 em hết rồi mấy chị ơi. Mã số 2 giúp em này mấy chị ơi. Mã rồi số mã 2 nha. Trời ơi mã 2 đẹp quá. Muốn thay áo ghê mà sợ lâu. Đây mã 2 nhanh tay em xuống mã 2 nha. Nhớ mã... là 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về. Mã 2 giúp em. Mã số 2 cho mấy gái. Đây mã 2 này. Mã 2 đây. Mã số 2 em cho mã số 2 em chơi mã số 2 này. Mã số 2 cho chị Uyên Nguyên đuôi 222 này. Uyên Nguyên này. Uyên Nguyên. Uyên Nguyên.
Mã số 2 cho Chi Anh nè. 2 cho Chi Anh. Mã số 2 cho Diễm Thùy, đuôi 3012 nè. Diễm Thùy cho anh xin thêm địa chỉ nha. 2 cho Diễm Thùy luôn nha. Mã số 2 cho Lê Thảo Nguyên nè. Và mã số 2 cho Chế Trần Thị Cẩm Hà là em hết mã số 2 nha. 2 Trần Thị Cẩm Hà là hết mã 2 nha. Rồi em hết mã 2 rồi mấy chị ơi, hết mã 2 rồi. Lê Thảo Nguyên, mấy quen. Rồi cái xếp rồi nha. Chị bé, chị bé. Bé ơi, cái xếp này là chị lấy chưa? Rồi mẫu này, chị nói mẫu này cầm mấy nhanh tay giúp em. Form của nó cũng là cái hiếm dạng form hơi body một chút nha, cực kỳ đẹp. Đấy, màu này mới chị ghiền chưa. Chị nào lướt vào trang cá nhân em sẽ thấy em mặc này, trời ơi, nó xinh. Nó đẹp dã man luôn đó mấy chị. Rồi, comment nhanh cho em mã số 6. Chốt mã 6 liền tay nha mấy chị, mã 6 kèm xin thoại nha. Áo là dạng áo giống em đang mặc luôn nha mấy chị. Dạng áo đen giống đang mặc luôn. Yếm lên nha mấy chị nha, 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về cho em. Comment nhanh tay mã số 6 kèm xin thoại cho em. Ok chị Nguyễn Thị Minh Yên nha. Số 6 nha. Diễm Thị nhớ cho anh thêm địa chỉ em nhé. Có địa chỉ mới có hàng em nhé. Có địa chỉ là có hàng này. Mã số 6 nè. Em chốt mã số 6 nè. Mã số 6 cho chị Mina này. Mã số 6 cho Nguyễn Thị Minh Yên này. Phải đúng không? Em hết mã số 6 nha. Hết mã 6. Lên mã này. Đây em mặc thử cái yếm này vô cho mấy chị coi nha. Áo thì dầu nha, chỉ mới khác chút. Đó, trả cho ai đây kìa. Đưa áo đây. Bộ người kia đang bị đưa áo nữa. Đợi em một chút nha, mặc lên nha. Ủa, cái này thường nhiều lắm. Ý xì, cái này ít quá à. Ít rồi, bị đặt mặt thử nữa. Rồi, chị nào ơn ngộ này, comment nhanh tay giúp em là mã của nó là mã số 10 nha chị ơi. 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về mã số 10. Mã số 10 nha. Comment số 10 nhanh tay giúp em cho mấy chị nha. Đây mã 10. Ship quần 9 25k em nhé. Ship quần 9 là 25k nhé. Rồi mã 10 nhanh tay mấy chị ơi. Mã 10. Mã 10 nhanh tay nha, trả áo này. Mã 10. Áo thì khác chút hả? Khác luôn rồi. Ủa áo khác, đưa áo đây. Đưa áo đây cho em để em dơ lên áo khác này. Đây mã 10 này. Mã 10 là áo cái cổ của nó có quát nha mấy chị. Mã 10 là cổ của nó có quát một chút nha. Áo giống em đang mặc luôn nhưng mà cái cổ nó hơi khác một chút. Đây cổ của nó là dạng cổ quát nha. Cổ quát cái này ha. Đây nha mấy chị, cổ quát ha. Rồi chị đơn mã 10 cho mấy chị lên chưa? Đây. Chưa. Hàng của chị Ngô Thị Đào em chưa gửi nha. Chị chốt thêm đi, em dồn đơn cho. Ngô Thị Đào có một cái à. Mã số 10 em chốt nha. Chị chốt thêm đi em gửi nhé chị Ngô Thị Đào nha. Mã 10 có 2 cái à. Mã số 10 cho Lê Thảo Nguyên nè. Mã số 10 cho chị Mai nè. Em hết số 10 nha. Chiếc quần 9 là 25k bé nha. Chị Mai xuống nha. Chị Mai có đồ đẹp mặc đi Đà Lạt nha. Đây, tay của chị nào này. Tại anh đó. Có, anh là cái đề em qua mà anh đứng bút ra. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, xe ai nhiệt tình mấy chị ơi, xe mặt tay chị áp dụng thế nào xe live stream thôi nha. Nhớ là chị áp dụng thế nào xe live stream thôi, trời ơi, chung cho xe này đẹp thế. Cổ bèo bèo mà dễ thương quá à. Đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Rồi chị nào xe này comment nhanh tay cho em, mã của nó là mã số 4. Số 4 kèm xin thoại cho em. 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về, comment mã số 4 cho em. Mã 4 nha. Thế là ông mà bốn chút mà bốn đi, cái chân váy quá đẹp luôn, chân váy xòe mấy chị ha. Rồi comment mà bốn giúp em. Nhanh tay, cái áo quá đẹp luôn. Nhìn cái áo mà muốn xỉu luôn. Cái áo này bán không là giá 85.000 một cái mấy chị. Bán không là 85k nha mấy chị nha. Đó, phố chung với Yếm mà có 99k áp dụng xe live stream. Chị nào không xe live stream đồng nghĩa đồng giá với giá đồng ý với giá 140 giùm em nha. Đồng nghĩa với đồng ý giá 140 giùm em nha. Tại em đang bán với giá 140 á. Bây giờ xếp lên là đang bán với giá 140 á mấy chị. Nhưng mà em ở bán 99 nhưng mà áp dụng chế nào xe live stream thôi nha. Rồi mã số 4. Cái điện thoại chốt này đi em. Thoại dùng còn mềm không có điện thoại thôi. Rồi mã số 4 này. Chị bé bé, mã số 4. Em mã 4 này. Mã 4. Comment mã 4.
4 này. Ba. Mã số 4 cho hàng trần là đuôi 7 đuôi 878 nhá. Mã số 4 cho hàng trần này. Mã số 4 cho lê, cho bông sen lê này. Mã số 4 cho chị Nhung Phan đuôi 363 là em hết nhá. 4 cho Nhung Phan 363 là hết nha. Rồi cái set này em tách ra nha mấy chị ơi. Cái set này tách ra. Để chế nào không biết mua set thì mua set. Và chế nào không biết mua set thì em tách ra luôn. Set này siêu đẹp luôn. Áo môi nha mấy chị ơi. Rồi mặt tôi nhìn ngồi nho lắm nha. Đây. Đó rất là xịn ha mấy chị. Cái áo này là giá 89.000 một cái nha mấy chị nha. Đợt trước em bán đợt này lên giá rồi nha. Mà nguyên một set này giá chỉ có 99.000. Đây set này là set XL mấy chị nha. XL 1m6, 48 cân, 50 cân đổ lên, 50 cân đổ lên và 58 cân đổ về ha. 50 cân đổ lên, 58 cân đổ về. Chị nào ơn chốt liền cho em là set số 12. Chốt mã 12 giúp em nha, mã 12, comment mã 12 lên giúp em nè. Quá đẹp luôn ha. Áo hình đôi môi rất là dễ thương luôn. Và cái này hình hình may nha mấy chị, hình may vô ha. Cực kỳ xịn ha mấy chị. À, chị của chị hôm bữa của chị bảo thêm cái set mà chị bảo là chị tính đổi ấy, là em đổi em hủy của chị rồi chị nhá. Em hủy em chốt cho chị khác rồi. Đúng. Đúng rồi. Rồi, chị bảo thêm lúc đấy rồi đổi lấy set gì đó thì em hủy luôn rồi nha chị nhá. Chị chốt set khác chúng em chị bảo thêm rồi, với là chị bảo thêm cũng chưa cho em địa chỉ nhá. Chị bảo thêm là chưa cho em địa chỉ nên em cũng chưa chốt hàng cho chị được nha chị nhá. Bảo thêm cho em địa chỉ đi. Rồi chốt lại set khác giúp em ha. Rồi mã số 12. Em hỏi. Mã 12 nha. Được nha, cầm dây nha, được nha. Cầm dây lừa xem đi để chúng anh dồn lên cho đi luôn chiều nay em nhé. Mã 12 đúng không? Đây cái set của chị Bảo Thiên hôm bữa chọn này đúng không? Đúng không? Đúng. Set Bảo Thiên chọn hôm bữa này. Nhưng mà Bảo Thiên cho em địa chỉ, Bảo Thiên cho em địa chỉ đi em chốt cho Bảo Thiên nha. Rồi set này, set 12 chứ không là set 12. 12 thì có nhiều mà. Cái này không có nào. 12 set môi hả? Đúng rồi, set môi 12. Set môi 10 mã 12 này, chỉ nào em mã 12 comment 12 cho em nhé. 12 cho VV một set này. Mấy chị ơi xe lên nhiệt tình giúp em mấy chị ơi, mới 263 là chia sẻ thôi, mấy chị xem màn tay nhá. Xem màn tay lên giúp em ha mấy chị. 12 cho chị ăn thế này. 12 chút cho bà chị ăn nhá. Mấy chị ơi xe la chi màn tay lên cho em nhá. Xem màn tay lên nhá. Xin lên có 99.000 thôi, mấy chị nhớ xe la chim mặt tay lên giúp em nha. Chị ơi mà một còn không, mà màu hết Nguyễn Tâm ơi. Mà đã qua rồi là hết cho Nguyễn Tâm ơi. Rồi mẫu này chị Bình Nguyên chưa có mã 10 nha chị nha. Chị chốt cái khách chụp em, mã khách chụp em nha. 99k, đồng giá 99k một set. Đồng giá 99k một set, áp dụng cho ai chia sẻ like và theo dõi phần nhà em nha. Còn chưa chia sẻ like là 1.000 là 101 một set nha. Trời ơi, cái áo đẹp quá mấy chị ơi. Mã 12 cho chị Trần Dịch Cẩm Hà. 12 cho Trần Thị Cẩm Hà nha. Rồi mã số 15. Chị nào lấy mẫu này chốt mã 15 với em. Quá đẹp dạ, luôn. Dạ đúng rồi chị ơi. Bên em mà chị đổi cái mà chị cũng chưa cho địa chỉ nên nhân viên em bỏ ra đó chị nha. Rồi. Nên chị bảo trên lần này chốt thì để lại cho em thêm địa chỉ để em chốt hàng cho nha. Mã 15, mã 15. Comment nhân tay mã 15 giúp em. Chị bảo khi lấy 15 comment lại 15 cho địa chỉ liền giúp em nha. Mấy chị cứ sau 2 phút mà chưa có địa chỉ là em mặc nhiên em sẽ nhường lại cho chiếc khác nha. Nhường lại cho chiếc khác nha mấy chị nha. Cho nên chị nào á mà cho địa chỉ thì comment nhanh tới em 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về mà được cái set này luôn. Rồi chị nào nhanh tay comment cho em ba vòng rất là đẹp. Chân váy dài cô gối mấy chị ha. Cái chân váy len này bán riêng là giá 80.000 một chiếc rồi ha mấy chị ha. Đó mà nguyên một set luôn. Cái áo này giá 75 nữa. Nguyên một set của nó là tới 170, 180 một set nha mấy chị nha. 170, 180. Mà nguyên một set em chỉ bán 99.000 thôi. Đó nguyên một set chỉ 99k thôi. Áp dụng chế nào xe live stream nha. Nhớ là xe livestream chế độ công khai giúp em. Rồi, comment nhanh tay giúp em nha mấy chị. Mã 15, em xuống mã 15 nha. Rồi, mã 15 giúp em luôn, mã 15. Mấy chị ơi, chế nào khách cũ Mỹ chút hàng bên em nhớ cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Ba số 10 khách cũ cái chốt hàng. Đúng rồi, khách cũ cho ba số điện thoại để em chốt hàng nha. Chị Đinh Trang này, như khách cũ bên em phải không? Khách cũ bên em Trang này, ba số điện thoại chị nha. Mã 15. Xin lắm mấy chị ơi. Thương lắm, yêu lắm mà xa lắm. Mấy chị ơi, chị nhanh tay 15 cho chị Bảo Thiên. Chị Bảo Thiên cho em là địa chỉ liền nha chị nhá. Có địa chỉ là chị là sẽ có hàng nha mấy chị nhá. Có địa chỉ là có hàng này, còn 15 không em ơi. Hết, 15 còn 2 chút nữa. À quên nhận chị đến. Ok, này chị Bảo Thiên có địa chỉ này, cảm ơn chị nhá. Tắt ra cái nhá. Nhớ không? Có nhớ tắt không? Tắt ra bỏ hai bịch đi con. Rồi, mẫu này
15 chị Bảo Thiên rồi này, chị Đinh Trang chưa có ba số điện thoại em chưa chốt được này. Không biết mới hay cũ á. Khách mới thì cho em xin thoại điện thoại. Để Dung Lê cũng vậy này. Dung Lê cũng vậy này. 15 cho chị An nha, 15 cho chị Tuệ Nghi nè. Là hết 15 luôn. Mà ô không, mã 12 là cái set môi đấy, Trần Thị Cẩm Hà ơi, của Trần Thị Cẩm Hà chắc chốt nhầm mã rồi. Nhớ là hôm nay mùng 1 sớm mai mấy chị hạn chế đổi và xả hàng giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị nhớ là đừng xả và đổi hàng nha mấy chị, không phải hạn chế mà đừng luôn, làm ơn giúp em đừng nha mấy chị. Đừng đổi, đừng xả, mấy chị chốt hàng thật vị giúp em nha, đừng đổi, đừng trả giùm em nha. Đừng đổi, đừng xả ha mấy chị ơi. Mọi vấn đề thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua mùng 2 nha mấy chị nha. Rồi, cái set yếm em đang cầm nha chị, nó nói chốt yếm luôn, xuống yếm luôn này, chốt mã yếm cho em luôn ha, áo màu da, màu nu nha mấy chị, nu da nha. Rồi chốt cho em mã yếm luôn. Yếm. Chốt mã yếm cho em luôn nha, mã yếm. Hình như bông sen lê được một cái rồi em nhé, bông sen lê được một set rồi đó. Yếm kiếm cho chị Bách Mộc nha, ok nha. Chị báo tin, chị bảo tin có địa chỉ là chốt được rồi nha chị nha. Kiếm cho Bách Mộc. Còn không? Hết rồi. Một cái rồi, set này hôm bữa chị nào chưa có này, nhanh tay này. Chị nào chưa có nhanh tay này. Set này hôm bữa chị nào hịch chốt lại mã sọc nhanh tay giúp em. 40 cân đổ lên và 52 cân đổ về mã sọc. Mã sọc. Comment nhanh tay chỗ này mà đi chơi nó đẹp thì thôi rồi. 12 còn không chìm. 12 còn nhá, Thủy Vũ nha. 12 là set môi nha. 12 là cái set môi nha, yếm em hết rồi nha. Set môi, set môi. Rồi sọc. 40 cân đổ lên, 52 cân đổ về. Nói gì không kìa. Đi đến cho cái rồi mã sọc. Chọn cái tờ giấy đi. Ok, đấy. Mã sọc. Sọc. À, dùng cái ngôn ngữ gì đâu. Sọc cho chị Ngô chị Đào nè. Sọc cho Ngô chị Đào. Yếm em hết rồi. Để Phương Cúc sẽ sọc để em. Phương Cúc khách mới chưa có số điện thoại gì chưa chốt được nha. Mã sọc cho chị Phương Hồng đuôi 8310 là chị Phương Hồng cho em xin thêm địa chỉ nha. Phương Hồng cho em xin thêm địa chỉ chị nha. Xét sọc san san khách mới cũng chưa có địa chỉ chưa chốt được nha. Chị Dung Lê, không biết là khách cũ của em không, hình là gì khác quá này. Em không biết nên chưa chốt được nha mấy chị ơi. Khách nào khách cũ ít chút hàng bên em cho em 3 số điện thoại kèm mã hàng em mới chốt được nha. Xét sọc cho Vivi này, san san này không biết này. Sọc cho Vivi, nhắm mắt lại hết. Xét sọc cho Hoa Nắng này. Của Hoa Nắng Hoa Nắng phải Sài Gòn, Hoa Nắng Sài Gòn mới bữa thế chốt tên khác thì em đâu. Hoa Nắng phải Sài Gòn không em ơi? Phải khách cũ không? Khách cũ cho ba số đuôi, khách cũ cho ba số đuôi nha. Em lấy 12 nha, 12 là cái set có môi nha Thủy Vũ nhé. Thủy Vũ lấy 12 để lại cho anh số điện thoại kèm địa chỉ em nhé. San khách cũ nha. Trời ơi, Mi Chế ơi, Mi Chế là em biết đầu quá. Mấy chế ơi, ba la xì bồ nghe em đọc thần chú này. Mấy chế ơi, chế nào khách cũ vui lòng cho em thêm ba số đuôi điện thoại kèm mã hàng. Chế nào khách mới vui lòng cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng và sau đó cho em địa chỉ trong vòng 2 phút sau khi chốt hàng mấy chị nha. Đó, mấy chị ơi, cô hương chú này mấy chị nhớ và lúc nào cũng nhớ trong đầu dùm em nha mấy chị. Rồi cái set em đang mặc quá đẹp luôn mấy chị ơi. Xuất sắc. Cái set này mấy chị nào mà một mình là một chút có thể mặc thêm một cái áo màu trắng ha. Áo đen trắng màu mỏng, dài tay giống như cái áo hồi nãy em mặc á. Giống hồi nãy mặc yếm á. Đó, lên như vậy cho em. Cuối cực kỳ đẹp. Rồi đây là trong cái dài qua gối nha mấy chị, bao ấm. Bao ấm luôn, chắc tôi phải chốt một cái set này về Đà Lạt mà. Đà Lạt lạnh lắm. Rồi đây, chị nào ôm chốt nhanh cho em luôn. Chốt nhanh cho em cái set này luôn. Comment cho em mã 33. Mã 33 kèm số điện thoại 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. Mã 33. Nhanh tay comment. Set sọc mà chốt cho Hoa Nắng nhé, san chốt mã sau cho anh nhé. Xếp sọc anh chốt cho Hoa Nắng rồi nhé. San chốt mã sau cho anh em nhé. Anh hết xếp sọc rồi nhé. Chế Phượng Hồng cho em xin thêm địa chỉ nha. Chế ơi, có địa chỉ là em sẽ chốt hàng được nhé. Chế Phượng Hồng đuôi 8310 này. 33, chốt 33. Ấy, 33 đâu? Chốt 33 nha mấy chị ơi. 33 cho bà BB 2 xếp nè. Đấy, 33 cho bà BB 2 xếp nha. 33 cho BB 2 xếp nè. Rồi ba cho chị khoan chốt ba đi em. Em không chốt cho Nesby nè nha, Nesby nha, hôm bữa mới bom hàng em nha.
Hôm bữa mới bom hàng lên nha Nick đi. Không có chốt cho Nick đi được đâu nha. Rồi 33 đúng không? Chúc 33 chị. Được rồi nha, chúc 33. Đáng có, chung tính lắm. 33 cho chị Uyên, Nguyễn Thuy 222 nè. Sàn sàn tốt hóa sau đây thì anh còn nhiều lắm nha em nhé. Rồi 33. Cầm lên nhanh mấy chị ơi, mày còn lên nhiều đồ hót không? Còn có áo dài này nha mấy chị nha, có áo dài này nha. Mấy chị cầm lên nhanh tay. Mày lên đồ hót rồi nha, còn có áo dài rồi. Trời ơi, chị Phương Hồng gì đấy, chưa cho địa chỉ thì phải. Chị Phương Hồng gì đấy, chưa cho em địa chỉ hả? Chưa cho địa chỉ là em xả hàng nha mấy chị ơi. Chưa cho địa chỉ là em xả nhiều chiếc khác nha. Xếp sọc anh chốt cho San San nha, San San nghe không nhở? Kem ok, em ơi, cái này là kem đi và nét đi hồi nào mất tùy chuẩn đúng không? Ủa? Kem đi không phải nét đi hả? Kem đi chất mới mà. Ủa, yeah, ok. Dạ. Yeah. Nên em đọc từ nét đi vậy, nét đi là nét đi bo hàng của mình đúng rồi, mà kem đi đâu có đâu. Nhưng mà em nói nét đi mà kem đi không phải thôi. Ừ. Cái bi bi. Cái bi bi. Chị Huy Nguyễn, Vivi hay sếp. Còn ai lấy 33 nữa không mấy chị ơi? 33 đẹp nha. 33 phối đẹp lắm. Mấy chị có thể phối ri được luôn nha. Chị ăn 1 set đúng không? Chắc chị ăn 1 set nè. Mấy chị có thể phối ri được luôn, đẹp cực kỳ ha. Đẹp lắm. Rồi chị nào lấy cái set này siêu yêu luôn. Siêu yêu luôn nha mấy chị nha. Rồi set này đẹp quá bà con ơi. Ủa em đọc em đọc trên nét bi mà chế kem bi mình không phải thì thôi đâu có sao chị ơi. À, chế kem bi không phải nét bi nha. Em đang nói nét bi không phải nói kem bi nha. Nét bi không phải kem bi nha mấy chị. Thấy mẹ. Gì nữa, tí rồi thấy mẹ nữa. Wow wow wow. Siêu siêu bé luôn. Dạ bật được không nha. Ôm quá không? Hả? Cái gì? Ôm quá. Áo này đã ôm quá rồi. Cái áo này rất tốt, hơi ôm nha mấy chị ơi. Cái set này là chị dành cho chế nào nhỏ nhỏ con thôi ha. Cái áo này nó hơi ôm rồi mấy chị ơi. Cái áo này cho tầm 40 cân thôi. Cái áo này tầm 40kg, 42kg đổ về thôi nha mấy chị. Cái áo này nè. Áo này nó hơi nhỏ nha. Áo này nó nhỏ xíu à. Đó, chị tầm 40-42 cân thôi. Rồi cái chân váy này thì to. Con mấy chị muốn em bắn rời, em bắn rời luôn. Chân váy này đẹp quá. Chân váy này thì to ha, cái áo thì bé quá. Rồi chị nào muốn bắn rời, em bắn rời luôn. Chị nào mua cái set á, chị nào 40 cân, 42 cân muốn mua cái set thì nó là set cho em nha. Comment mã set cho em. Đó, ở dưới là có phối ren là cực đẹp ha. Và chị nào muốn mua rời á thì comment mã chân váy cho em hoặc là mã áo nha. Mã chân váy hoặc mã áo cho em. Áo 45k mấy chị ha, chân váy 60k. Chị nào mua áo comment áo, chị nào mua chân váy comment chân váy cho em. Chân váy 60 áo 40, còn chị nào lấy set comment nguyên một set cho em nha. Chị nào lấy set comment nguyên một set cho em. À quên, em cầm bị ngược mấy chị ơi, sorry mấy chị. Trời ơi, má nó đẹp như thế này mà. Cầm bị ngược. Đây, nó đẹp như thế này cơ mà. Hồi này cầm bị ngược nha. Rất là xinh okay, luôn. Ok, sang có set xong mà. Bên trong nó vẫn đẹp như bên ngoài. Vậy là bên trong bên ngoài nó đẹp như nhau luôn. Ờ, chân váy đâu? Đây, chân váy 60k. Chân váy 60k nè, chân váy 60k cho hành trần 878 nè, còn không? Chân váy còn, áo 40k. Chân váy 60, áo 40. Chân váy 60k nè. Chân váy cho chị Nhung Phan 363 nè. Xí, chân váy khác nhau. Rồi, hết chân váy rồi. Hết chân váy rồi. Hết chân váy rồi mấy chị, có một cái chân váy ren duy nhất thôi. Còn chân váy khác nha. Chân váy khác mấy chị ơi, còn chân váy khác nha. Rồi chân váy này là chân váy len dài qua gối nha mấy chị. Chân váy len dài qua gối kèm với cái áo này. Chân váy này là 60 cân cũng vừa luôn mấy chị nhá. 60 cân vừa luôn. 48 cân trở lên là 60 cân cũng về. Lấy nguyên một set á, nhưng mà hết rồi. Thì áo 40k, cái nào lấy áo không nè. Áo cho chị Thông Nguyễn 338. Áo cho Thông Nguyễn nè. Chân váy em có một cái thôi. Với chốt cho chị Hằng Trần là em hết rồi mấy chị nhá. Không cần mấy cái kia, chân váy khác được giống không phải. Rồi comment cho em mã này là mã số 2 đi.
thì Nhung chân khoan chưa có hai... nha. Chân váy này, chân váy lấy chân váy này comment mã số 2 cho em nha. Mã 2 cho em, mã 2 dài qua gối nha. Mã số 2 dài qua gối. Cam kết đẹp, cam kết đẹp nhắm chị, cam kết đẹp. Rồi chân váy này, đó chị nào lấy chân váy comment mã chân váy cho em có cái túi hộp như vậy rất là dễ thương ha. Hồng này áo. Ơ trời ơi chị. Chị Phương Hồng đuôi 8310 lấy có chú được em một mã sọc mà chưa cho em địa chỉ nên em mới hủy cho chị sang sang rồi nha. Chị Phương Hồng chốt tiếp để lại cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi, chưa thấy địa chỉ chưa chốt hàng được chị nhá. Áo còn hai cái thôi. Cho mấy còn hai cái. Hết rồi luôn hả? Một cái bộ của tôi đây nha, cái nào mua hết. Rồi tiếp cho mấy chị ơi, lên tiếp nè, lên tiếp nè. Gần hết nha. Kì kì kì, không có tâm. Chị ơi, chị nào khách mời chút hàng bên em cho số điện thoại rồi nhớ cho em thêm địa chỉ để em gửi hàng cho mình nha. Không có địa chỉ sao em gửi hàng được mấy chị ơi. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình lắm chị ơi. Chị nào không xe like đồng nghiệp đồng ý mua đồ với giá trăm mốt dùm em nha. Tại em đang bán với giá trăm mốt nha. Đây, tự xin lên đợt này nó tới mùa này nó lên giá mấy chị. Chị nào vào mua giá 99k thì vui lòng chia sẻ live stream với mấy chị ha. Xe live stream để mình tương tác với thật mạnh comment lên để mà bọn em có thể thấy được mấy chị nha. Rồi nguyên cái set, nguyên một cái set này set caro lắm chị, đủ set caro không được, không đủ chốt, không đủ chốt chị ơi. Đây quá đẹp luôn. Đây chị nào không vừa chốt thịt chưa đủ chưa chốt được comment nhanh tay cho em mặc caro này mấy chị, comment nhanh tay caro. Caro 48 cân đủ lên là 60 cân đủ về nha, 65 cân cũng ok luôn, phong xương nha mấy chị. Nguyên cái đầm sơ mi này không á là bao nhiêu tiền, là trăm mấy rồi. Đây, nguyên cái đầm sơ mi vải mềm mại này đã là trăm mấy rồi mấy chị ha, cũng chỉ là thêm một cái lớp khoác len ở phía bên ngoài như thế này mấy chị, cực kỳ đẹp. Caro, caro, nhanh tay comment caro cho em. Xích caro cho Trang lên 5480 nè. Caro cho Trang lên. Chị nào lấy caro comment caro lên cho em nha. Xích caro là 99k một set, thì 99k một set thôi mà mấy chị ơi. Caro cho Trang lên nha. Thế nào hồi nào hôm vừa chốt thì caro chốt nhanh tay caro cho em nè. Caro quá đẹp luôn. Đẹp quá đẹp, rất là đẹp thường nha. Phải đẹp thường mà là quá đẹp. Quá đẹp luôn, mấy chị chốt nhanh set yếm em chuẩn bị qua áo dài. Set caro, caro cho chị Thị Thanh Quát nè. Caro cho Thị Thanh Quát. Rồi còn một caro nữa. Caro cho caro cho chế Hùng Hà đôi 357 nè. Hùng Hà caro là hết caro luôn. Hết caro mấy chị nha, hết caro. Vì nào mà chồng không chốt được là buồn lắm. Chị nào màn trầm không chốt được là buồn lắm nha. Đó, màn trầm mà không chốt được là buồn lắm nha mấy chị. Xe la nhiệt tình mấy chị ơi, xe mặt tay giúp em nha. Chị nào bị đá là báo em biết một tiếng đi. Coi xong mã hạ độc mã nha chị. Đúng rồi. Coi xong mẫu hạ độc mã. Đúng rồi. Em cứ đọc trước, chị nào chấm là chát ra luôn. Mấy chị biết không, săn hàng nó đặt nó viết ở một chỗ vậy nè. Mấy chị nào mà đi săn hàng không cần phải nhìn, nói chung là mê từ khi mà em lột cái đầm ra thôi, nhìn là ưng là chốt liền luôn. Đó, đó là cái đó dành như thế nào mà chuyên săn hàng luôn á, đầm ưng là mình chốt luôn nha. Ví dụ em mới lột ra như thế này, đó, thấy không? Có áo lên giày không chị? Có nha, có xếp lên giày thôi chứ chưa có áo lên giày đâu. Đây, nhìn là mê liền ha, mê một cái là chốt luôn cho em. Mã số 5, mã số 5 tay dài nha mấy chị. Tay dài mã số 5 len cực xịn. Em bao giặt máy, bao giặt máy cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Len không bao giờ xù ha mấy chị ha. Rồi mã 5 kèm số điện thoại giúp em. 1m6 40 cân đổ lên và 56 cân đổ về. Comment mã số 5 cho em, quá đẹp xuất sắc. Xuất sắc vô cùng luôn. Mấy chị mặc chung hay phối riêng đều ok hết mấy chị nha. Gặp cho chế nào mà người mà hơi ù to to một tí á, mặc cực kỳ gọn mà ốm người đẹp giả mang luôn. Rồi comment nhanh mã số 5 cho em xuống số 5, số 5 không cần nói nhiều, số 5 quá đẹp. Thật sự số 5 quá đẹp, chân mới dài luôn, quá đẹp luôn ha. Mã 5, mã 5. Ủa mã 5 có ở chết rồi à? Mã số 5 này mới chơi, mã số 5 này, mã số 5 nha. Mã 5 hết rồi. Số 5 có 1 set thôi à. Mã số 5 có 1 set này, ai chỉ là nhanh tay em cho mã số 5 nha. Mã 5 chỉ có 1 set thôi. Chị nào nhanh tay chốt được mã 5 nha. Mã số 5 cho Nguyễn Như Ý nè. Mã 5 cho Nguyễn Như Ý. Mã 5 cho Nguyễn Như Ý nha. Rồi mã số 6. Mã số 6 giống mã số 5 nhưng mà chân mây váy màu rêu nha mấy chị nha. Chân váy rêu. Rồi
váy riêu ngắn nhớ chị. Cái hồi này là chân váy đen dài, còn đây chân váy riêu ngắn nha. Rồi chị nào comment cho em mã số 6. Mã số 6 42, 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về ok luôn. Comment mã số 6 cho em. Mã số 6 chân váy không to ha. 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về, comment mã số 6 cho em. Cái này. Không, cái khác, cái đợi giúp. Mã số 6 em mới chơi mã số 6 nè. Mã số 6 chân máy. Mã số 6 là chân máy màu rêu, chữ Nguyễn Hà. Nguyễn Hà này khách mới, khách cũ chơi. Khách mới cho em số điện thoại kèm mã em chốt được nha. Còn khách cũ là cho em 3 số điện thoại kèm mã để em chốt hàng em mới chơi. Mình chơi mình chơi nhớ cho em với khách, khách mới comment cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng để em chốt hàng nha mới chơi nha. Rồi tiếp nha, quá đẹp luôn. Set này siêu ngầu, siêu xinh. Chị nào ơn set này, ở đây là theo nhóm chị. Ở đây là theo ha, cực kỳ đẹp luôn nha. Set này còn một set nữa không chị bé? Chị bé set này đó hả? Ừ. Là chị mới đem ở dưới lên đúng không? Đúng rồi, và không bắt máy. Rồi không bắt máy đúng không? Số rồi. Số 5 của Nguyễn Như Ý trước rồi chị ơi, thật ý. Ok này, số 6 của Nguyễn Hà, 65 ạ. Em nói rồi khách cũ ít chút hàng cho em 3 số điện thoại để em biết với chị nha. Điện thoại chế tạo thì không rõ bằng điện thoại anh chị. Vậy hả? Phải đổi máy nha. Chị đang còn kẹt một cái, trời ơi áo này dễ thương quá. Mặc áo này cưng quá mấy Nguyễn chị ơi. Nguyễn Hà, 653 này. Mặc áo này cưng quá mấy chị ơi, cưng quá. Phải chắc like luôn cái máy anh Giang lên luôn ha. Mình đang còn kẹt, đang đợi spur nó gọi chứ. Mai nó cung nó gọi, nó nghe được. Rồi, nguyên một set quá xinh luôn, trời ơi, cu tè quá, nhìn là muốn chốt luôn một set dành tới mặt. Trời ơi, cu tè quá. Rồi chị nào lấy set này comment nhanh cho em mã đẹp nha, mấy chị comment mã đẹp nha, mã đẹp. Chốt mã đẹp nhanh tay nha, mã đẹp. Comment mã đẹp nhanh tay giúp em nha, mấy chị ơi, mã đẹp. Mã đẹp nha, mã đẹp. Quá đẹp luôn. Mã đẹp nha. Đẹp nha mấy chị. Không thông báo luôn, phải hả chị? Phải một mặt được đẹp á. Rồi chốt đẹp cho em đi. Chốt đẹp nè. Em chốt đẹp nha. Ủa chị lên về Mai Thi. Lên về Mai Thi em có sát chị vô rồi mà ta. Lên về Mai Thi có sát. Đẹp là chân váy không phải quần chị ơi. Chân váy dài con gỗ nha chị vô ơi. Chân váy dài con gỗ nha. Đẹp lắm. Đẹp cho Thủy Vũ nè, đẹp. Chị bắt mọc với đẹp không? Nguyễn Hà được số 6 rồi em nha. Đẹp. Đẹp nhanh tay, đẹp. Đôi 337. Comment nhanh đó chị ơi, comment nhanh để em like luôn cái máy Giang lên luôn. Màu quá nè. Like luôn đi em. Không. Đẹp cho Thủy Vũ nè, đẹp cho Bát Mộc nè, đẹp cho Sinh Còi nè, đẹp cho Vi Vi nè. Đẹp cho Vi Vi rồi em lục đẹp đây. Đẹp nha. Đẹp nè. Chị nào lấy đẹp comment nhanh tay, chị Bình Nguyên có đẹp như vậy. Sinh Còi hả? Vậy hết rồi hả? Từ. Bình Nguyên không được đẹp hả? Sinh Còi. Wow, cái set này xinh đẹp. Đẹp cho chị Bình Nguyên một set là em hết nè. Mừng đẹp quá, chị Bình Nguyên như dấu của em được đẹp trời. Wow, cái áo này hơi bị xinh luôn mấy chị. Cái áo này hơi bị xinh luôn. Đây, chị đã ơn set này. Set này tầm 1m6 khoảng 52 cân đổ về thôi mấy chị nha. 40 cân đổ lên và 52 cân đổ về thôi. Tại vì cái chân váy này eo của nó hơi nhỏ nha mấy chị nha. Chân váy này eo hơi bé. Chị nào 60 cân không vừa được đâu. Tại vì chân váy nó eo hơi bé nha. Tầm 52 cân đổ về thôi. Eo em này tầm 72 đổ về thôi ha. 1m6 khoảng 50 52 cân. Cái má đẹp em hết rồi mấy chị ơi. Mấy chị chốt quá sau giùm em nha. Má đẹp em hết rồi này. Chân váy quá xinh luôn. Rồi chị nào lấy cái chân váy xinh này comment cho em mà 70 nha. Mà 70 1m6 52 cân mà 70 1m6 52 cân má 70 nha mấy chị ơi. 1m6 52 cân má 70 99k mấy chị nha. Nhanh tay cầm lên mã 70 nha mấy chị, mã 70 siêu đẹp. Chào chị Diệp Sơn Ca nè. Hello chị Diệp.
À, cái này là to hơn này, có cái này nhỏ à. Có trang váy này nhỏ thôi, trang váy này to hơn này, cho nên chị nào comment mà 70 kèm thêm yêu, kèm thêm suất cân nặng giúp em với. Đây, thôi. Tắt ra hai cái cho khỏi nhầm nha. Rồi 70 là set eo nhỏ nha mấy chị. Chị nào lấy 70 comment 70 đi. 70 là set eo nhỏ, còn chị nào eo to comment cho em ạ 72. Eo to comment 72, eo nhỏ comment 70. Eo to comment 72, eo nhỏ comment 70 cho em. Chị nào eo to comment 72, eo nhỏ comment 70 nha, 70 có một set. Chị Thùy Dung không trả lời inbox của em giận, giận. Giận rồi, nghỉ chơi. Thấy đọc mà không thèm trả lời em. Gửi hàng cho em nha anh Giang. Bạn không biết máy. Thấy mẹ rồi. Cho Thùy Dung xét 70 nào. Yêu. Mai gửi hàng nha, mai gửi hàng nha người đẹp ơi. Rồi thì Dung 70 đúng không? Ừ. Rồi Dung 70 giờ này bà đi công tác hay sao á? Đi xuống rồi, hết 70 nữa chị ơi, hết 70 em qua mặt khác nha, yêu to. Quá xí yêu to. Quá xí yêu to nha mấy chị, nhưng mà áo nó hơi khác một chút nha. Bữa nay không có ở Sài Gòn. Đây. Áo hơi khác một chút nha mấy chị nha. Rồi comment cho em mà 72 đi, 72 eo to, áo hơi khác một chút, 55, 54 cân đổ về, 54 cân đổ về nha, 54 cân đổ về 72, áo hơi khác một chút nha. Đó, cho mấy này coi dạng tốt nha mấy chị, coi dạng tốt, cho mấy hồi này hơi nhỏ, cho mấy này coi dạng tốt. Rồi comment cho em nhanh tay comment mà 72 mấy chị nha, 72 áo hơi khác một chút nha, rất là đẹp, trộn đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá, 72, 72, quá đẹp. Cái mai gửi nha, sáng mai gửi cho chị Dung đó. Rồi 72 này. Rồi. Nhưng mà chị đẹp nhớ nghe điện thoại cho em nha, nhớ nghe điện thoại nha. Chị đẹp nhớ nghe điện thoại nha. Có điện thoại nghe điện thoại shipper mới nhận hàng được ấy. Má 72 nào, má 72 em vừa hơn nè. 72. Thì chuồn lên bây giờ muốn chốt cho chị Phương Hồng kinh khủng luôn đó, mà xin thì chị Hòa không cho à. Chị sợ... Phương Hồng ơi, nãy giờ em muốn chốt cho chị lắm nhưng mà xin thì chị Hòa chứ không có cho. Chứ sợ gì cho nó em nghe với. Tại sao xin thì chị lại không cho. Nếu mà ngàn không cho em thì chị trên like thì inbox cho em cũng được nha. Đúng rồi. Không trả lời trả rằng gì hết à. Không trả lời trả vốn như cho em biết nào mà em đang chốt em mới chế. Mà chốt hàng khí thế luôn. Không có trả lời trả vốn gì hết mà nghe được chốt hàng hay ghê luôn. Rồi 72, 72 chốt cho bà VV trước đi kìa. 722, 72 cho VV. 72 cho VV nè. 72 cho Chi Anh nè. Khi nào có hàng chị Diễm Thùy ở Diễm Thùy chiều mai có hàng em nhé, Sài Gòn chiều mai có hàng nhé. 72 cho Huyền Trang Trang 828 nè. Phương Hồng inbox không nói năng thì không biết trời. Inbox phải nói năng chứ gái ơi, khổ tâm quá à. Inbox là phải nói nha. Khổ tâm. Inbox là phải nói thì em mới biết được nha. Khổ cái cơ mà nó tâm. Khổ tâm lắm. Rồi đây nha mấy chị ơi, set yếm nha, nuôi cá à, nha. Rồi, rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thì đẹp luôn. Thấy rồi, thấy rồi, thấy inbox rồi, sorry, sorry. Cái này cho không nói nên bỏ tay. Rồi màu này, chị nói cái set này comment cho em mà, của nó là mà 35. Vừa xem, nghe có rõ đâu. Vậy hả? Làm gào thế. Yếm, yếm. Yếm đúng không? Mà. Yếm cho chị Uyên Nguyễn nuôi 222 nè. Người ta thấy ta chút. Ok, vậy thôi, sorry chị Huyền Trang Trang nha. Em cứ check set 72. Có một cái set bình thường áo. Áo để có set rồi, đó là hai áo, chỉ thiếu một áo rồi. Đó có mấy hai chân mấy thôi. Cá đang tầm mấy hai chân mấy thôi. Thiếu một cái áo. Ừ. Hai hết 72 hết hả? Ừ, 72 hết đó. Đó, không có cái chân mấy. Đó. Ok nè, 72 cho Huyền Trang Trang 828 và 72 cho Phương Hồng em hết 72 nha. Cái này là chị Yên đúng không? Yên Yên đúng không? Đúng rồi. Rồi mà đây mà số 55. Sao mình làm mình rối ghê à. Rối hết sức cả. Mà 55 nha mấy chị yêu. Mà 55 áo màu nâu, yếm đen. Chốt mà 55 cho em yếm đuôi cá màu đen. 40 cân đổ lên, 55 cân đổ về. Comment cho em mà số 55. Xuống nha, xuống 55. Hàng của chị Diễm chốt gửi rồi nha, yếm đen nè. Mà 55. Mà 55 hả? Chốt mà 55 cho em, đúng rồi. Yếm đen má 55 rồi mấy chị ơi, yếm đen má 55 nhé, comment má 55 cho chị Nhung Phan nè. 55 cho Nhung Phan. Nhung Phan 363 nha. 56 cho em nha mấy chị ơi, mà 56. Mà 56 là áo màu nâu luôn nhưng mà yếm màu rêu nha, chốt 56 cho em. Đây, yếm rêu chốt 56, áo nâu luôn. Rồi mà 56 cho em nha, xuống 56 nha. Rồi mà 56, đây mà 56. Áo nâu mà 56 nha.
yếm xanh áo đâu rồi mã 56, nó bây giờ yếm xanh áo đâu mã 56 nha. Mã 56. Có một cái tiếp này có cái con quả á. Thì nó cứ đi nhá, mấy bộ bự này dài á. Mã 56, mã 56, chị Nhung Phan 56 đây Nhung Phan ơi. Comment đúng mã đi không thôi bị kiểm á. Chị Nhung Phan ơi, comment 56 cho em nha. Comment mã 56 cho em nha mấy chị ơi. Rồi, một set màu đen nha mấy chị. Nhưng một set màu đen xinh đẹp ha. Còn cái áo, cái áo riêng. Rồi tiếp các chị ơi, cái xe em đang mặc nha. Không chỉ là cùng với hàng cao với người chị khác cùng mày đúng không? Chị chỉ cần xe chốt cho con kia. 56 chốt cho chị VV một set. 56 em chốt cho chị. Ủa chị Nhung Phan 56, chị Nhung Phan còn 55 ta, yếm đen nè. 56 là yếm theo. À đúng rồi, 56 yếm theo. Để 56 cho VV, 56 cho nhỏ đát đa nhá. Nhỏ đát đá. Đúng rồi, 99 cả set nha Nguyễn Thùy Dương ơi, 99 cả set nha. Cái này set là 101 nha mấy chị. Set này là 101 mấy chị, bán 101 một set nha. Nhưng mà chị, em bán giá xỉ 99 cho chế nào xe la chim nha. Chế nào xe la chim được giá xỉ, hai giá xỉ là 99 nha. Em đang bỏ xỉ 99. Còn bán lẻ là 101 nha mấy chị nha. Chị nào muốn mua với giá xỉ, mua lẻ với giá xỉ thì nhớ xe la chim giúp em. Muốn mua lửa và tiền ship không được ngán hả? Mình mua đồ được ngán thì ship. 99k cả set của chị là yếm đen 55. À yếm đen 55 đúng rồi. Rồi nhưng màu này chế chốt được chưa anh? Nhung Phan chốt được rồi đúng không? Rồi chị đâu lấy cái set em đang mặc. Anh có đọc còn được. Lấy set đang mặc comment nhanh tay cho em mã đen nha mấy chị ơi, mã đen. Đó comment nhanh tay mã đen cho em, mã đen quá đẹp luôn. Rồi mã đen thì 40 cân đổ lên và 53 cân đổ về nha. Comment mã đen cho em, 53 là 56 nha. 56 là yếm đeo nè. Chế nào là yếm đeo comment mã 56 cho em nha. Rồi rồi comment lên đây. Ủa cho nhỏ 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 gì đát mà sao còn có 56 này. Nhỏ đát đá gì đó. Bào này cho game bị hụt đó. Nhỏ đát đá. Nhỏ đát đá. Như như chị. Xin để chị đi. À rồi ok nè. 56 56 cho nhỏ đát đá này, nhỏ đát đá cho xin thêm địa chỉ nha. Rồi đen lên đen, mà đen mà đen lên mà đen xuống mà đen nè. Thì nó lấy đen comment lên đây mà đen cho em nha. Rồi mà đen nhân tay đúng chị ơi, mà đen nhân tay nha. Mà đen cho chị Dương Dung, Dung Lê này. Đen cho Dung Lê một set này. Đen cho Dung Lê một set. Dung Lê có rồi em, Dung Lê khách cũ á. Đen cho Dung Lê một set ha. Dung Lê ghi Dung Lê 9353 cho. Rồi set này áo đen cho mấy trắng nha mấy chị. Áo đen cho mấy trắng, chị nào lấy comment cho em mà 100. Mà 100 giúp em 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về cho mấy chị nhé. Đó 100, 100 mã 100 giùm em nha. Quá đẹp luôn, thật sự 100 quá đẹp. Cái chất của nó em nói với chị không mê. Không mê là nói chung em không bán lên nữa luôn á, thật sự. Không mê là em không bán lên nữa luôn nha, em inbox chùi á. Ok. Set đen cho chị Bảo Thiên. Của Bảo Thiên này hồi này có địa chỉ chưa? Rồi em. Rồi cho Bảo Thiên hết set đen nha mấy chị ơi, hết set đen luôn. Set đen cho Bảo Thiên là em hết set đen nha mấy chị. Rồi, em hết set gì đó. 99k mấy chị ơi, 99k đồng giá nha. Rồi em còn đúng một xích trắng này thôi mấy chị. Còn đúng một xích trắng nha. Chị nào lấy trắng comment mà trắng cho em luôn là hết nha mấy chị. Mà trắng, chốt mà trắng luôn. Mà trắng là hết nha mấy chị nha. Còn đúng một xích mà trắng là hết nha. Rồi cái nào lấy trắng comment nhanh tay mà trắng xuống trắng luôn. 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. Comment mà trắng giúp em. Mà trắng. Chia sẻ bàn tay mấy chị ơi, xe bàn tay nha. 99k một set đồng giá nha. Đối với cái nào mua lẻ với giá xỉ nhưng mà nhớ xe la chim mới được giá xỉ nha, giá xỉ 99. Còn chị nào mà mình không có muốn mua giá xỉ mua lẻ thôi thì khỏi, chia sẻ la chim cũng được, giá là 101 nha. Không xe la chim giá là 101 với chị nha, đó là giá lẻ ha. Còn chị nào muốn mua giá xỉ với giá 99k thì nhớ là xe la chim hội nhóm 3 lần hội nhóm và 2 lần trang cá nhân giúp em, nhớ là xe la chim nhóm chị mới mua được giá xỉ nha chị ha. Không là mình mua giá lẻ thôi, mua giá lẻ cũng được, giá lẻ là 101 nha, thì khỏi chia sẻ la chim. Rồi đó mấy chị ơi, em nói rõ ràng lắm rồi. Nên khi nhân viên em chốt hàng á,
Mấy chị nhớ 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 giùm em nha. Khi nhân viên anh chốt hàng mấy chị vui lòng nhớ giùm em nha. Rồi đây đây, set này set yếm rất là xinh đẹp luôn. 101 nha mấy chị. Giá 99. Set trắng. Set trắng. Trắng. Set trắng cho chị Mai Trang 097 nha. Có không? Hết. Để sẽ ra một con mắt cho mình được. Rồi chị nói lấy yếm này comment cho em mã của nó là mã số 8. Mã 8. 40 cân đổ lên, 55 cân đổ về, mà 8. Mã số 8 yếm nha, yếm mã số 8 nha. Yếm mã số 8 này chính là comment mã số 8 em chốt, mã số 8 em chơi. Chị em có lúc em đâu có. Mã 8 nha. Mã 8. Rồi bán áo mô nha mấy chị ơi, em bán em tách riêng cái này bán nha, áo mô nha. Áo mô nha mấy chị ơi. Rồi áo mô xinh đẹp nha. Cái áo mô len xinh xịn luôn chị, bao giặt máy cho mấy chị luôn. Len bao giặt máy luôn nha, ống cũng cực kỳ ha, chị nào vùng lạnh. Mà cái áo này phối với đồ cực kỳ xinh ha mấy chị nha. Màu đen nét 6 nè, mã số 8. Đẹp con người luôn. Set số 8 này. Thử nghĩ em nặng cho chốt, chốt đi nha lên. Ừ thưa nó đâu đấy, em có nhìn chứ. Còn em nó nhảy ghê quá. Em chưa dừng là đường này đang kéo lên nhiều quá. Mà số 8 cho Nguyễn Như Ý nha. Đó cho Nguyễn Như Ý. Rồi mấy chị ơi, cái áo này còn tem mặt đầy đủ nha. Hàng shop, chuột shop đàng hoàng mấy chị ha. Hàng shop bán 200 mấy nha. Nguyễn Như Ý không thông rồi, chị ơi, cái này cầm em mặt môi cho em mấy chị ha. Cái áo này em bán riêng cho mấy chị luôn nha. Tại vì nhiều khi trong quay mấy chị phối luôn nó không có đẹp. Ở trên vai nó to, nó rộng quá nên em bán riêng áo luôn. Áo này là 45 cân đổ lên và 58 cân đổ về, ok luôn. Cầm bên mã môi. Mã môi giá của nó là 70k nha mấy chị nhá. Cầm bên mã môi cho em bán 70k luôn. 70k là bán lộ luôn mấy chị nhá. Áo này bán riêng là giá 89k một áo nha mấy chị. Đó em bán 70k bán lộ cho mấy chị luôn ha. Áo môi. Nhớ là xe live stream nha, xe live stream. Áo môi cho Gia Hân đôi 790 nè. Áo môi 70k cho Gia Hân. Gia Hân cho anh xin thêm địa chỉ nha. Áo môi cho chế Lý Mạc Sầu là đôi 927 nè. Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu cho xin thêm địa chỉ nha. Áo môi. Áo môi hết rồi nha mấy chị. Dạ. Lý Mạc Sầu. Áo môi hết rồi nha. Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu. Rồi, chị nào muốn mua chân váy? Em đọc phim hay như màn thầu vậy. Lý Mạc Sầu. Rồi, cái chân váy dài con gối cho mấy chị nha. Chân váy len dài con gối nha. Đó, mùa lạnh tới rồi, em đảm bảo mấy chị lùng sục cái chân váy len dài con gối nhiều mấy lắm. Mấy chị Thảo không mua xem được, nhưng anh ra mới xem được. Có nhiều nick nó bị ghét cái nick của em hay sao á. Ok, cảm ơn chị Gia Hân, chị Gia Hân có địa chỉ này, cảm ơn chị nha. Rồi, chị nào ơn cái set này. Rồi, không coi được là tiếc lắm nha bà ơi. Chuẩn bị lên hết set len rồi lên áo dài rồi đó. Không xem được đừng có tiếp, phối hợp cực kỳ luôn. Chắc là phải like thêm mấy anh Giang rồi. Em thấy chị Vân Nguyễn nha. Không, mấy chị khóc chứ. Rồi, chị nào ơi, cái set em đang cầm. Cái chân váy em đang cầm chứ. Em bán chân váy riêng cho mấy chị luôn đi. Rồi, chị nào ơi, chân váy đang cầm nha. Comment nhanh tay cho em, 40 cân đổ lên và 50 cân đổ về. 40 cân đổ lên, 50 cân đổ về. Mấy chị nhanh nhau cầm khoảng 72 đổ về á. Rồi, chị nào ơi, chốt cho em ở chân váy nha mấy chị nha. Chân váy 55k. Ok. Chân váy 55k. Ok, Lý Mà Sầu có địa chỉ này, cảm ơn chế nha. Chân váy dài nha mấy chị nha, chân váy dài 55k. Quá rẻ luôn thực sự. Em bán đồ gì mà nó rẻ mà phải nói một câu là rẻ. Dạ mang luôn đó. Rồi chân váy, comment chân váy nhanh tay, có vài chiếc thôi. Không có nhiều nha, có vài chiếc thôi nha. Rồi comment chân váy nhanh tay cho em nè. Chân váy, comment chân váy nhanh tay nha, chân váy dài. Chị váy mộc, lấy cái dài khác nha, váy mộc nha, cái dài đó váy mộc không có vừa. Chân váy dài đúng không? 55k. Chân váy dài 55k cho chị Vân Nguyễn nè. 55k cho Vân Nguyễn. Từ từ để chị. Đừng chốt chị váy mộc nha, váy mộc mặc. Chị Vân Nguyễn 4582 nha. Bách Mộc mặc cái này nè. Bách Mộc ơi mặc cái này cho em. Comment mã số 2. Từ từ khoan, còn chân váy không? Còn 2 cái. Ok, một cái chân váy cho chị Vân Nguyễn này. Thấy chị Thu Ren Nguyên nha. Thấy mấy chị nhiều lắm.
chân váy, còn cái chân váy dài cho chị Thủy Tiên Bảo Lộc nè. Thủy Tiên Bảo Lộc, còn còn thêm một cái nữa. Còn ba cái hả? Ba cái tổng cộng mà. Ok, ba cái này. Ba cái tổng cộng còn một cái. Ok, chứ... còn một cái cho chị Phương Hồng. Phương Hồng đuôi 310 này. Phương Hồng 310. Đây bích một mặt được cái chân váy này nha, cho bích dài qua gối luôn nha mấy chị nha. Dài qua gối luôn nha. Đây. Túi có cái túi dài to như vậy mấy chị ơi, bao được mọi thứ. Đừng cả thế giới nha mấy chị. Túi này đừng cả thế giới nha. Đó, thấy chưa? Mấy chị đừng cả thế giới luôn nha. Rồi, chị đem cái chân váy này bắt mộc coi chút nhanh chân váy này em cam kết chị mặc đẹp. Trời ơi, không biết được đâu. Đầu máy gì. Rồi, cầm máy mã 2. Chân váy mã 2. Ôm hay rộng vậy? Không ôm lắm nha chị nha. Mã số 2 này. Mã số 2 cho chị bắt mộc này. Còn mã số 2 mà đúng không? Còn mã 2 còn hai cái thôi. Đi. Mã 2 có hai cái thôi. Chân váy thẳng đang cầm chị đấy nhé. Đấy, chị có túi đấy. Ok, mã số 2 cho chị Vân Nguyên luôn này, chị Vân Nguyên luôn này. Vân Nguyên lấy một hả? Ừ. Vậy chị Vân Nguyên có lấy cái chân váy hồi đấy không? Chân váy dài hồi đấy đó. Chị... Không, Vân Nguyên là nhỏ người thì lấy cái chân váy dài này đi. Cả hai luôn, chị vừa người. Vừa người không phải. Chỗ tụi chị Trăng Lê Lô, nhường Trăng Lê Lô một cái. Còn đâu? Rồi, hết rồi. Còn đâu? Vậy là chị Vân Nguyên có lấy cái chân váy dài hồi đấy không chị ơi? Chị Vân Nguyên lấy hai cái luôn nha. Hai cái ok lên giùm em nha. Rồi áo nha mấy chị ơi. Áo nha, áo 50k luôn. Áo 50k mấy chị nha. Áo mặc siêu dễ thương ha, siêu có dễ luôn, ok. Áo mặc siêu dễ thương luôn mấy chị, 50k. Trời ơi chị, bán chân váy lên mà không cho chị Ngọc Yến. Chị Ngọc Yến thì nào cũng nhỏ, em có chân váy lên không? Chị lên đâu trời, tắt ra được có hai xếp thôi mấy. Chị đâu có chân váy lên đâu mà bé. Chị rồi chị nó lấy áo này, tắt cho mới bán và chị lấy áo này. Áo 50k chị nó lấy chốt áo cho em đi. Áo nhá, còn bên mặc áo. Áo cổ này cao cao khoảng 1 phân thôi. Áo 50k. Còn bên áo thì em áo thì dễ thương lắm nha. Mặc cái lô cute, tà trước là ngắn, tà sau là dài đó. Tà trước là ngắn, tà sau dài dài. Còn áo nhanh tay cho em, chị ơi, áo 50k. Còn bên áo 50k cho em mà áo mà áo. Áo 50k cho chị Vân Nguyễn nè. Áo cho Vân Nguyễn nè, áo cho ai được đây. 4582. Áo em áo chính nào đây, áo còn bên áo thì em 50k này. Áo này bao chốt nha, áo này đẹp lắm. Áo này bao chốt nha. Áo đẹp cực kỳ. Rẻ ơi là rẻ luôn á. Áo đi mấy chị ơi, áo đi lên lên cái khác nha, chuẩn bị lên áo dài mà hết. Em còn một áo nè. Chỉ là lấy áo còn bên áo cho em nha. Áo tới chị Vân Nguyễn 4582 rồi này, còn áo chắc là lấy không ạ? Ok chị Bảo Thiên nha. Ok chị, cái nghỉ bút chua của ta. Khoác size L nha chị, đây là một cái khoác size L thôi mấy chị ơi. Đây size L này 60 cân đủ về ok luôn mấy chị ha. Khoác size L nha, 60 cân đổ về ok luôn mấy chị. Mặc cái lộn nha. Đây khoác rất là dễ thương nha. Khoác 69k. Ở chân váy áo đó, mấy áo đó. Rồi, áo khoác nha mấy chị. Khoác này khoác form lớn 60 cân đổ về nha. 60 cân đổ về bao ấm luôn. Rất là dễ chịu dễ thương mấy chị ơi. Còn chị nào ở vùng nóng nóng mặc cũng bao mát luôn, không có bị nóng. Áo khoác cho chị Cao Thu Thảo này. Khoác 69k. Ờ, lấy cho hôm qua chị Cao Thu Thảo đứng trước cái gì mà chị không lấy. Khoác cho chị Cao Thu Thảo tại vì chị chưa nhìn rõ dáng á. Áo khoác cho chị Cao Thu Thảo. Thấy đúng không? Không còn, còn một áo nữa. Còn một áo nữa cho Hằng Trần 878. Khoan chốt rồi. Anh nhớ có một cái thôi á. Vậy hả? Mình tối khoa chốt cây là cái đó hai cái. Hôm qua chốt một cái rồi. Ủa vậy là Hằng Trần chưa được. Cái đó có hai cái hả? Thì Hằng Trần chưa được nha. Hằng Trần chưa được ha. Rồi em này nhắm chị, em này đẹp nè. Em này xinh lắm mấy chị ơi, tối trên là chưa có áo len nè. Tối đang bán hồi chừng. Đây, bao đẹp nha. Còn không xem được đâu. Đây là dạng khoác. Đây là dạng khoác mấy chị ha, dạng khoác này mấy chị. Chị nào vùng lọt thích cổ cao. Cổ cao luôn nha, thích cổ cao, cổ lọ luôn. Chị nào không thích cổ lọ, bè cổ. Mã. Mã nó là mã số 3. Mã số 3 này, áo đang mặc mã số 3 nha.
Cổ luôn, bẻ cổ luôn, mã số 3. Comment số 3 cho em 69k. Số 3 69k. Quần áo dài không? Comment số 3 cho em 69k. Số 3 69k này, số 3 69k nha. Bao giặt. Bao cào luôn. Rồi số 3 cho em. Len giống chị, bao mát luôn, bao ấm luôn. Nói chung là chế nào vùng nào thì nó tắt đi. Tắt đi vùng ấy nha. Số 3, số 3. Trùng trứng từ đầu quá. Áo này có rất là nhiều công dụng. Mã số 3 cho mấy chị, mã số 3 nha. Mã số 3 69k này. Cái mã áo phát của em hết rồi nha. Mã áo phát của em có một cái em hết thôi. Mã số 3 cho mấy chị, số 3 cho chị ăn này. Số 3 nhân đây số 3, cái số 3 đẹp. Số 3 cho chị Linh Đặng này. Số 3 không đẹp mấy chị trả lại cho em mới thật. Về nhận về mà mấy chị không đẹp trả lại cho em. Linh Đặng ơi, ngày mai em chốt đơn cho Linh Đặng đi nha. Tới hẹn rồi, tới hẹn rồi nha bà. Dùng cho bà cả tháng rồi nha. Tới hẹn rồi mới đi nha. Số 3 cho VV, tội nghiệp con bé của tôi này giờ chốt hàng không được. Số 3 cho VV. Chị hai cái 3. Trời ơi, làm gì có hai cái số 3 mà chốt chứ. Còn mấy cái số 3 anh còn có một cái đúng không? Em nó còn một cái mà em cũng không nghe anh à. Là sao? Thế nào? Số 3 mà. À chị hai cái số 3 hả? Ừ, số 3 còn có cái cho chị Cao Thu Thảo. Ok, chị Cao Thu Thảo cái số 3 nha. Nhưng hôm qua chị Cao Thu Thảo có chốt được một cái thì phải chưa? Chưa, nó có hai cái à. Cái này có hai cái à. Rồi tiếp nha mấy chị. Trời ơi, này mới đẹp nè mấy chị ơi. Mấy chị xinh luôn. Đó, dễ thương chưa? Quá là đẹp luôn, mấy chị ơi, bánh bèo chưa? Mấy chị cầm nghe cho em mã của nó là mã số 10 nha. Chốt mã 10 giúp em nha. Sao vậy? Mã 10 nha mấy chị. Mã 10 nha. Bánh bèo dễ thương mọi người. Cầm bánh bèo dễ thương mã số 10 nè mấy chị ơi, mã số 10 nha. 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về, cầm em mã 10 nha. 69k, chỉ 69k thôi. 69k, lên dày, dày tay nha mấy chị. Mà bán có 69 người ta bán còn trăm mấy không gì. Cái này hàng xóm. Mã số 10 cho chị Thủy Tiên Bảo Lộc. Mã mời đi chị Thủy Tiên. Mã mời đi Thủy Tiên. Thế nào đây, mã số 10 đâu, có cái nó 10 lên cho em nha. Mã mời đi Thủy Tiên nha. Mã số 10 chị Cao Thu Thảo. Mã mời đi chị Cao Thu Thảo. Chị có 60, có áo 69 vừa không em chốt cho chị mấy cái với. Ok, thằng Duy có nha, thằng Duy ơi, đợi em xíu nha. Mã số 10 cho Vivi 3 cái. Mã mua tới 3 cái rồi em. Ừ. Mã số 10 cho chị Ngô Thị Đào hết, mã số 10 bạn còn không? Hết, anh nhìn nhầm rồi, bà lấy có 2 cái. 2 cái mới đủ, 3 cái sao đủ. 2 cái cho bà VV là hết nha. Bà chắc có 2 cái, không chút 3 cái. Rồi. Gian kỹ mà. Ờ, gian kỹ mà. Kỹ thuật 5 nữa hay con. Rồi, tiếp cho mấy chị. Cổ lò, chị nào lấy cổ lò nhầm, đó. Chị không lấy 10. Ok, chị Ngô Thị Đào không lấy 10 nha. Chị chúc 10 cho người khác nha. Mới có 10 ngày cho mấy cô làm cái ghê. Làm cái ghê. Chị Quỳnh Nga đây, mã số 10 hả chị? Chị Quỳnh Nga, không biết khách cũ khách mới ta. Chị Quỳnh Nga ơi, khách cũ vui lòng cho em. Ba sẽ đưa khách mới vui lòng cho em. Số điện thoại đầy đủ nha Quỳnh Nga. Thôi, không biết. Có chị giải ghi mới. Chị Thị. Còn đồ không? Còn đồ đúng không? Còn mã số 10 kìa. Mã số 10 em chốt cho chị Thủy Tân Nguyễn 480 à. Đồ đi rồi, đồ chị nào lấy cổ lò, comment mặc cổ lò cho em nha. Cổ lò màu đỏ, mấy chị đi gần kiếm thì có chắc len ha. Đẹp lắm nha. Lên yếm lên chưa nha. Trời hết rồi, chân chân rồi, hết rồi. Lên không còn ship nào luôn. Lên không còn ship nào luôn. Mình chị ơi, chị nào khách mới comment. Comment cho em là mã số kèm số điện thoại đầy đủ nhé. Còn khách cũ là ba số điện thoại kèm mã hàng để em chốt hàng nha mấy chị nhé. Cổ lò, comment cổ lò cho em nha. Cổ lò 69k. Mã số 10 cho chị Thủy Tân Nguyễn rồi nhé. Mấy chị nhìn nè, tem mặt đầy đủ. Cổ lò, cổ lò cho hàng kit nè. Cổ lò cho hàng kit. Cổ lò này mặc đẹp dáng, ốm lắm. Mặc cái cổ lò nó ốm nho mà. Thấy thuật ngọc nha, thấy thuật ngọc nha em ơi. Đúng không? Len trắng, một cái màu trắng tinh khôi và xinh đẹp. Mình giờ xíu rồi. Giờ thì mình bỏ cái màu trắng tinh khôi, xong rồi bây giờ chưa. Rồi chị nào lấy cái áo trắng này comment cho em mã nó là 30 với chị nha. 30 là 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về. Chị nào lấy 30 chút, 30 giúp em. Rồi cái tay hơi bị đẹp luôn, mặc hơi bị xinh mấy chị nhá. Đó mấy chị, em mặc vô mấy chị nhìn đúng nhom luôn mấy chị. Thấy không, nhìn đúng nhom luôn. Sexy chưa? Đó, dễ thương chưa?
Thôi đi. Trời ơi xinh quá. Em hút rồi nha chị. Hút mà nhìn mặt rồi đó. Rồi mã này mã 30, 30, cầm em mã 30 giúp em. Mã 30 65k, mã 30 69k. 69k. Dạ. Mã 30 69k nha mấy chị ơi. Mã 30 30 69k 30 cho chị Thảo Nguyên nè. 30 cho Thảo Nguyên. Của lò hai con ha. 30 cho Thảo Nguyên nè. 30 nè. Ủa hết rồi hả? Em nhớ 30 còn mà. Để 30 hết rồi hả? Ba mươi cho chị Nhung Phan. 30 cho Nhung Phan nha. 30 cho chị Thủy Lê 695. Thủy Lê 695 có gì hiểu mất. Đây. 30 này. Còn cái 30 đúng không? Đây. Cái này bị dơ xíu rồi má xeo cho chị đi giặt đi. 30 cho chị Hương Giang Nguyên này. Thấy chị vùng trời mình nghe comment số điện thoại làm gì ta? Không biết rồi. Hết chưa? Hết rồi, 30 cho chị Hương Giang Nguyên là em hết nha. Hết rồi, bây giờ còn một cái này 30 mà nó bị hơi dơ một xíu dưới đây mấy chị nhá. Cái này về chắc là em nghĩ là giặt ra, màu trắng chị về tẩy ha. Dơ xíu mà mờ lắm. Rồi em xeo ha, 69 đúng không? 69 là xeo banh nóc rồi, giờ xeo nữa hả? Xeo 50 luôn. Xeo 50 luôn, cầm em mã 50 cho em. Mã 50 giống chị 50k, xeo 50 luôn ha. Cái này nó bị dơ chút, xeo 50 nha mấy chị nha. Dạ. 50k. 50k giúp em. Em lên cái màu siêu đẹp nè mấy chị. Siêu xuất sắc luôn, lung linh. Xuất sắc giả mang luôn nè. Sọc đen ha. Đây, mẫu sọc đen xuất sắc tuyệt vời nha mấy chị. 50k, mấy 50k bị dơ em xeo rồi mấy chị ơi. Chưa tới. Sao mày bị chậm thế nha. Mã 50 cho Nana Võ này. Để cho Nana Võ có chị nhanh vậy. Rồi. 50k cho Nana Võ. Rồi chị nào lấy sọc, comment mã sọc cho em. Mã sọc tay dài mấy chị nha. Cổ của nó cổ lưới ha mấy chị, cổ ve lưới nha, cực kỳ dễ thương luôn. Len cực mềm nha mấy chị ơi. Len mềm giả mang luôn á. Đây cái này sọc cho chị Trang lên lưu. Chấm chín một cái mấy chị, sọc cho Trang lên lưu. Mấy chị cứ comment sọc lên đi mấy chị ơi, em chúc tất cả luôn, chúc hết nha. Rồi sọc, chúc hết nghỉ. Rồi sọc, comment sọc cho em. Rồi, chiều cố lên chết đi. Đây sọc cái này đi, hết sọc rồi. Ghi lên lưu lên rồi mà. Sọc. Sọc 69k, sọc 69k này. Ok chị yêu nha, em dồn cho chị luôn. Sọc cho vùng trời bình yên đuôi 15134 này. Sọc cho vùng trời bình yên. Sọc cho Nhung Phan 363. Sọc cho Nhung Phan 363. Sọc cho chị Sinh Nguyễn Diễu Cầy hết sọc. Hết sọc. Chị nào hết sọc đen nhưng mà còn sọc khác chị yên tâm. Cho nên em mới kêu mấy chị chốt mà đi em chốt hết. Đây em lên sọc nâu. Ở đâu chị bé, nâu sọc đeo anh đâu. Đâu lên sọc nâu đi mấy chị, y chang luôn màu nâu cho nên mấy chị cứ chốt lên đi. Bây giờ đến comment mã nâu cho em nha. Đây có nâu luôn mấy chị ơi, khỏi đi chị bé ơi, từ chị vùng trời bình yên cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Bên đó nâu riêng quá chị, bên đó có nâu không? Có nâu. Có nâu hả? Đây có nâu luôn. Chị nào ưng sọc nâu comment mã nâu cho em. Đây nó giống đen luôn nhưng mà cái này nó là màu nâu nha. Màu nâu nha mấy chị nha. Màu nâu nha. Rồi chị ưng nâu chắc nâu lên cho em đi. Em nói nâu này mặt đẹp lắm. Dáng vô cùng chuẩn luôn mấy chị. Mặt ổn lắm luôn á. Mặt ôm mọi người, nó là phong ôm mấy chị. Nó ôm mọi người và nhìn mấy chị rất là ổn. 40 cân đổ lên và 58 cân đổ về mang được hết. Cô dạy cực kỳ thoải mái luôn. Ôm mọi người vô cùng ha. Rồi nâu cho em. Nâu. Má lâu mấy chị ơi, má lâu nha. Vivi giờ này hai cái bị hụt sọc rồi, Vivi lấy nâu đi em. Vivi lấy sọc nâu em ơi. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ là chim lên nhanh tay giúp em nha chị, nhanh tay giúp em nha. Xe mặt tay nha chị ơi, xe mặt tay nha. Chiều nay chắc không kịp lên áo dài rồi. Không kịp thì tối lên ha, sao hết. Mới 1:30 à.
Thì xin nguyên biếp cây lấy hai cái luôn đi chị ơi. Màu nâu cũng đẹp, màu đen cũng đẹp mà. Vậy chị nhung phao này có sọc đen chưa? Rồi. Đầu bắt đầu màu bà. Bán không chị. Nhanh chuyển màu lên áo dài đi. Rồi quần em bảo không bán nha. Rồi nâu nâu có chị nó lên nâu không? Kệ chị xin nguyên biếp cây thích lên nâu. Rồi nâu luôn. À, hôm nay mùng 1 mấy chị ơi, em nhắc lại hôm nay mùng 1 nha. Đừng có đổi hàng nhắm chị ơi, cái nào đổi là em xả hàng luôn nha. Cho nên đừng đổi hàng nha. Làm ơn đừng đổi hàng. Hôm nay mùng 1 đừng đổi thì xả dùm em nha mấy chị ơi. Rồi lên mẫu này nổ nè, rồi lên. Đây lên ok, thì xin nguyên đúng cầy nâu nha. Đầm nha mấy chị, đây là một cái đầm len nha mấy chị. Một cái đầm len nha. Rất là dễ thương luôn, để mặc thử coi. Đây khỏi thử đi ha, nhìn mà thấy là khỏi thử. Đây cổ của nó là cổ lò nha mấy chị, cổ yếm á, cổ yếm lò và tay của nó là tay rớt ha. Cổ yếm tay rớt nha. Rồi chị nói cái đầm len này chút mà đầm cho em. Chút mà đầm, đầm ngắn nha mấy chị, đầm ngắn, đầm giống quần á. Đầm giống quần ha. Rồi chị nào lấy đầm cổ yếm này comment cho em mã đầm nếu chị mã đầm. Chút mà đầm lên cho em đầm len ha. Đầm đầm cũng chỉ có 69k nha. Đầm mà cũng chỉ có 69k thôi. Rồi nhanh tay comment đầm cho em. Đầm 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 đầm, chỗ đầm này đẹp quá. Chỗ đầm này bán lời lắm nè. Chị nào hút đầm vùng trời bình yên, chế vùng trời bình yên đuôi 5134 cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Chắc cái áo dài để phia lên quá. Mình còn có 115 chế bị đá cho ta. Còn có 115 chế thôi. À rồi lên like của anh đi. Rồi mấy chế nào chốt áo dài qua like của em nha. Chế nào chốt áo dài qua like Giang Phạm nha. Chốt áo dài qua like Giang Phạm. Đầm đầm cho Vivi nha, đầm cho Vivi một chiếc. Chị nói đầm là comment đầm giúp em nha. Đầm len 69k comment mà đầm cho em, đầm đứng rồi, quen bị đứng rồi. Bị đứng hả? Máy nó chưa đứng hả? Máy của chị đứng rồi. Khóa thay vô lại. Khóa thay vô lại. Vô lại nó cũng có quay tròn tròn vậy nè. Đầm đầm cho Vivi rồi Vivi ơi. Còn thấy không mấy chị? Comment đầm nhanh tay cho em, đầm nhanh tay nha. Vẫn còn ít thôi, còn ít thôi mấy chị ơi. Còn ít sale cho nó hết nha. Comment đầm lên luôn nè. Cái nào được bùa nó đẹp lên à? Hàng trăm. Nhiều lắm. Chế nào không hỏi. Chế nào không hỏi vậy? Chấm tít tò lên cho em nào. Chấm tút lên cho em nào mấy chị ơi. Chấm tút lên nha. Chế nào lấy áo dài chấm tút lên cho em nào. Chế nào không hỏi dài, không hỏi dài nha. Không hỏi dài phải đợi em đi thay quần leggin nha. Đi thay lệ rồi áo dài 5 phút nữa vô like của nhà em nha. Vô like Giang Phạm giúp em nha. 5 phút nữa vô like Giang Phạm nha. Rồi đi thay lệ, đây, xuống like chạy đi thay lệ rồi lên like áo dài nào. Chị ơi xe lai bàn tay, chị ơi xe lai bàn tay giúp em chị ơi. Kệ em lai hết mà. Áo dài giống chị, giờ lên áo dài nha. Đợi em chút nha mấy chị nha. Đợi chút em thay quần leggin ha. Rồi chị quay ra ngoài cho. Hả? Sao vậy? Mà nếp luôn chẳng xuống đâu, đang 50 mấy, đâu có cho người coi mà. À đâu, nhiều quá. Chị qua đi em thay quần. Chia sẻ với Trang Phạm giúp em nha mấy chị. Chị nào vô nick Trang Phạm chia sẻ với Trang Phạm giúp em nha. Chia sẻ bàn tay giúp em nha mấy chị.
111. 111 thì đang online. Nếu Trang Phạm có 111 thì đang online. Mấy chị xe la bàn tay, mấy chị ơi xe la bàn tay giúp em nha. Xe bàn tay nha mấy chị nha, xe la bàn tay nha. Rồi chị nào lên rồi thì vô like liền nha mấy chị. Vô like liền nha. Mấy chị chịu khó con nứt Trang Phạm mà lâu lâu con nứt Trang Phạm con like giúp em nha. Em nứt Trang Phạm em sẽ chuyển con like luôn rồi nha. Rất này em sắp nghỉ like rồi. Like. Quên nick Giang thì nhân lai. Quên nick Giang thì nhân lai hả? Lấy Giang thì nhân lai giả. Đây là một bộ luôn mấy chị. Kèm mỏng nha mấy chị nha, kèm mỏng nha. Thấy chưa? Nick lai phát là thông báo để le me liền. Là thằng cả thông báo. Ôi trời ạ, à, đầu đẹp thế, gấm à? Ừ, gấm à, có quần rồi nè. Đẹp thế. Có cả mắng nè. Em đang điệp ạ? Ừ, có cả mắng là cả trời đồng hồ như thế này như thế. Rồi, bộ đầu tiên mấy chị ha. Bộ này giá của nó 140 nha mấy chị. Bộ này giá 140 nha. Mấy chị vô chưa vô hết cho mấy chị ơi. Mấy chị mới vô có 7 người không? Mấy chồng mới vô có 7 người à? Ừ. Rồi chị nào lấy bộ này, quy một bộ luôn. Đằng sau là cái chìa khóa và cái tân nha mấy chị, và cái tân nha. Xe lai đi mấy chị ơi, xe lai bàn tay nha mấy chị ơi, xe lai bàn tay nha. Vừa làm rồi. Vừa coi, coi phải ngồi canh xếp nữa. Canh gì, canh gì? Canh xếp. À canh xếp, canh xếp. Canh xếp. Chị Sơn nhìn xếp. Canh xếp sẽ tới á. Đây mấy bộ nó như thế này. Chị Uyên Nguyễn chốt luôn nha. Chốt cho Uyên Nguyễn 22 chứ đi luôn nha. Nhỏ gần nhỏ đắt đá lấy một cái đi luôn nha. Mét 6 52 cân, 53 cân đổ về, 1m55 47 cân giùm em. 1m55 47 cân giùm em ha. Rồi chị nào lấy bộ này. Hết đầm rồi phía phía rồi. Chị nào lấy bộ này comment nhanh tay giúp em. Chị nào ông đầm ông xếp thì tối vô lại nha mấy chị, tối vô like ha. Rồi chị nào ông đầm ông xếp tối vô like giúp em. Rồi chị nào ông cái set áo dài này có quần leggings như thế này chị ha, quần đen nói chung là một bộ như vậy luôn. Một bộ gồm 3 món như vậy luôn mấy chị ha. Đó giá của nó là 140. Chị nào lấy bộ này comment mã 1 cho em, chỉ có một bộ một thôi nha, mã 1. Comment mã 1 cho em. Mã 1 em có hai màu nha. Một vàng và một xanh. Một vàng và một xanh. Comment mã 1. Bao gồm một set như vậy mấy chị, 140. Gồm cùng áo dài, cùng quần và gồm cùng mấn luôn. Áo dài, quần và mấn, ba món. Rồi 140 cho em, 140. Comment mã 1 cho màu, một vàng và một màu xanh. Một vàng màu xanh jean nha, mã 1 cái màu. Một vàng màu xanh. Một vàng màu xanh nha, một vàng màu xanh. Nhanh tay comment 140 nha mấy chị nha, 140. Chỉ có 140 thôi một set ha. 140 một set nha. Một vàng và màu xanh cho em 140. Trời ơi đẹp quá trời. Một vàng cho chị Trang Ly Lưu. Một vàng cho Trang Ly Lưu. Em ơi. Dạ. Yeah. Đi đã. Có bộ nào to kia chị nha em. Có bộ nào to kia chị nha em, ok chị luôn. Không phải 140 đâu bộ kia ơi, tùy mẫu. Em không ghi giá tại vì tùy mẫu nha, 48 ký vừa nha chị Nhung Phan ơi. Nhung Phan vừa nha, một vàng. Một vàng cho chị Trang Ly Lưu, chốt Trang Ly Lưu giùm em đi. Một vàng cho Trang Ly Lưu. Mà một cho chị Anh chốt mà một gì đây, một vàng hay một xanh? Một xanh cho chị Nguyễn Như Ý, một xanh cho Nguyễn Như Ý. Một xanh cho Nguyễn Như Ý. Một xanh là cái em đang mặc ấy nha. Cái xanh em mặc. Bán một bộ thử, bằng một bộ thử đi chế, đang thử rồi. Rồi, chị chốt áo dài mặc Tết đi mấy chị ơi, chốt áo dài mặc Tết đi, nhanh tay nào. Ôi giờ cái tân lâu lâu mới về nha, lâu lâu mới có nha. Ôi giờ cái tân siêu hot, siêu đẹp luôn, giá siêu rẻ nha, em là rẻ nhất thế giới. Bộ này người ta bán với giá là 280 một bộ mấy chị nha. Bộ này cho mấy bộ leggings đàng hoàng mấy chị ha.
là 280 bộ nha. Cùng với móng là nhóm chị là 280 bộ. Có màu xanh và màu vàng, nhóm chị hiện tại là chỉ còn một xanh và một vàng thôi. Còn một bộ xanh và một bộ màu vàng. Ủa còn một vàng nữa hả? Ừ. Xanh hết hả? Xanh là mình như ý đó. Ờ. Vậy là chỉ còn một vàng thôi. Nhưng mà hai xanh được mà. Đâu? Đâu? Hả? Đâu? Không có màu xanh nữa hả? Đâu? Em vàng có bút đồng hồng chứ không? À, một xanh hai vàng. Rồi, vậy là còn một vàng nữa là hết rồi. Còn một vàng là hết nhé. Rồi em qua cái bộ này ha mấy chị. Có cái bộ màu đỏ này nha. Bộ màu đỏ này là chân một váy nha. Một vàng cho chị nhung pha luôn nè. Một vàng cái nhung pha là em hết luôn nha mấy chị. Hết rồi ha. Một vàng cái nhung pha là hết. Vàng số vàng không? Ừ. Đây, của bà Nguyễn Như Ý nè. Nguyễn Như Ý, quần của bà này. Mẫn có chưa? Có mẫn bên đó rồi đúng không? Rồi, bộ này. Bộ này mấy chị có thể mặc chung với quần legging cũng được. Mấy chị mua một cái quần legging giống như em đang mặc này nha mấy chị. Đó, mấy chị có thể mặc chung với quần legging hoặc mặc chung với chân váy. Chân váy thì có kèm nha mấy chị nha, có kèm chân váy nha. Đây. Thấy hoàn hình nha, hết em rồi, hết anh em rồi em ơi. Em gần hết rồi. Giờ lên áo dài nha. Trời ơi má ơi, cái này mà đi chụp hình là đẹp lắm luôn nha Giang. Em đeo con râu vô đội nón là đúng thần tài luôn á. Đây cái này. Cái này là mặc đi chụp hình đẹp lắm luôn á, đẹp lắm mới. Rồi mẫu này 68 độ về lắm chị ơi, 1m6 50 cân, 1m55 46 cân nha. Cậu em 1m54 46 cân mấy chị nha. Da càng trắng hoặc càng đẹp mấy chế nha. Cho nên xài kem nha mấy chị. Chị nào đen xài kem nha, có liên kết Colorist Trần Hoàng á. Bán kem trắng da luôn nha mấy chị nha. Chị nào muốn da trắng hơn em, nhớ xài kem nha. Đây mấy chị gài lên hết, chỗ này đẹp quá, chắc này em giữ quá. Một vàng hết rồi phiên phiên rồi. Mã số 1 em hết nha. Mã này là mã gì? Số 2. Mã số 2 mua được rồi. Mấy chị thích phối với quần legging cũng được. Eo số 8. Mã số 2 eo 68 nha mấy chị ơi. 1m6 50 cân, 1m54 là 46 cân, tức là 1m55 47 cân. Chân váy này hả? Biết. Chân váy này nó bên trong em có xinh nhê đâu. Mấy chị ơi, chân váy này em tặng kèm cho mấy chị luôn. Cái bộ này là 150 mấy chị ha, em bán cho mấy chị 120 luôn. Tức là bán cái áo dài không thôi. Còn cái chân váy thì tại vì nó bị nó gần cái màu đỏ này, cái màu của nó để lâu, nó để nó không có tách ra nên nó hơi bị nhuộm màu đỏ một chút xíu. Nhưng mà mặc bên trong cam kết với mấy chị đẹp như mới luôn, không có sao hết nhá. Cái này mặc bên trong thôi cho nên không có sao hết. Mấy chị cứ mặc vô tư ha. Đây về ngâm chút thuốc tẩy. Cái này mặc bên trong nên không có sao hết, mấy chị cứ yên tâm mà chốt đi. Mã số 2 120 nha. 120 ha mấy chị, 120 có chân váy như thế này nha. 120 mấy chị yêu nha. Quá đẹp. Rồi xuống bộ số 2 luôn. Bộ số 2 120 chốt kia một bộ. Để qua đi chụp hình. Rồi mã số 2 chốt cho lên thằng một bộ luôn, chế nào chốt. Mã số 2 comment số 2 nhanh tay nha. Mã số 2 cho chị ăn này. Số 2 cho chị ăn một bộ luôn. Rồi số 2 cho em đi, số 2 là màu đỏ nha. Số 2 sơ màu đỏ 120 mấy chị nha, 120 nó là 150 mấy chị nha. Gấm này là 150 nha. Nhưng mà tại vì cái chân váy của nó để chung với, nó không có tách ra để chung với áo, cho nên cái chân váy nó bị hơi nhuộm đỏ một chút nha. Mấy chị mặc bên trong không sao hết, mặc bên trong áo dài không sao hết nha mấy chị. Em bán 120 luôn. Đây chị nó ôm cái chốt cho em nhanh này. Chốt mà đỏ cho em. Số 2 chứ. Chốt mà 2 giúp em. Chốt mà 2 ha. Mà 2 cầm em mà 2. Mà 2 giúp em nha. Hai chốt cái thôi cho nó bỏ ra. Cái này là mẫu dài rút thật á. Dài mà chị tắt chân váy, chân váy màu trắng không tắt. Rồi mã số 3 cho em. Ủa vậy cái tân đẹp quá. Mã số 3 màu vàng nha chị. Mã số 3 màu vàng. Có quần đi ghim không? Không em không, em hết bán của Lekin rồi mấy chị ơi. Của Lekin bán hết rồi. Hôm nay mấy chị cứ mua bên ngoài, của Lekin mua đâu được hết. Của Lekin người ta bán nhiều lắm nha. Của Lekin người ta bán rất là nhiều luôn. Rồi đây là cái màu vàng nha mấy chị. Comment số 3 giúp em nha, số 3 màu vàng. Chị nào thích vàng comment số 3 giúp em nè. Đẹp quá đẹp. Mà ba comment nhanh tay mấy chị ơi, hàng hot nha mà ba. Rồi mà ba này bán giá 120 luôn nha mấy chị. Mà ba 120 luôn nha. Comment mà ba giúp em. Mà 320 luôn, mấy chị mặc chung với cô lấy kim đẹp hơn mặc chung chung váy luôn đó thật. Này nói thật không? Mã số 3 120 luôn nha mấy chị ơi. Cô lấy kim nó còn đẹp hơn mặc chung chung váy. Mã số 3 là áo tặng chân váy nha. Áo tặng chân váy. Đây. Chân váy nha mấy chị, chân váy này nó cũng hơi nhúm màu một chút nha. Tại vì họ không tắt á.
thì mấy chị mặc lớp bên trong thì áo dài nó che rồi, không có bị sao đấy mấy chị nha. Che rồi là mấy chị mặc tinh như mới luôn, không có gì hết. Còn chị nào chắc anh nó về ngon thuốc tẩy cho em nha, cái dạ. màu trắng mình tẩy cũng dễ nha. Không thì mình lấy cái nào thôi. Còn mấy chị mẫu này có mắn không? Mẫu này không có mắn nên mấy chị ơi. Không mắn, không mắn, không mắn. Rồi chị nào lấy chốt nhanh cho em. Thật sự em đâu có thích được cái mắn đâu mấy chị, nói thật á. Tụi mắn xuống. Để cái đầu tóc mình làm kiểu mình đang rít đồ đẹp hơn. Rồi mấy chị comment nhanh cho đang em mà cái mã số 3. Mã số 3 nha, mã số 3 này eo to hơn một chút, eo 70. Eo 70 mấy chị, mét 6 khoảng 52 cân nhé. Mét 6 52 cân. 1m55 là khoảng 48 cân, 1m54 khoảng 47 cân ha. Đó, comment mã số 3. Số 3 đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Số 3 vàng. Số 3 vàng 1 vàng là mã số 3 120 nha mấy chị ơi. Số 3 vàng 120. Số 3 vàng 120 nha mấy chị. Comment số 3 nhanh tay nha. Số 3 nhân tay cho em, số 320. Mấy cái này mấy chị mặc chung cùng với kim đẹp lắm mấy chị nha. Rồi em này 140 nha mấy chị. Trời ơi đẹp quá à. Em này đẹp quá. Đẹp muốn xịn luôn á. Rồi chế nào lấy số 3. Comment số 3 chị. Mới lấy nón dài nha, bông xin lê ơi. Mấy chị xe like bàn tay mấy chị ơi. Xe lan bàn tay cho em nha, các bạn mình vô dính nha, đẹp quá nè. Vàng vậy thì em vậy gấm nha mấy chị, vậy gấm nha. Đó là vậy gấm á mấy chị. Đó. Mấy chị không nhanh nhanh tay không lấy tối là không còn một cái nào. Tối là khách, em lên là khách của em là không còn cái nào luôn nha. Siêu đẹp luôn. À, off cái máy của em đưa lại ha. Off cái máy em đưa lại ha. Máy nó bị đá hết rồi. Off cái máy vừa lại. Áo dài hồng, hồng nhĩ. Không vừa. Hồng nhĩ nó vừa không? Không vừa rồi. Chí hoa người nữa hả? À. Chí hoa người mà. Người to lắm hả? Ừ. Em 76 rồi. Em 76 rồi. Nó 73 rồi đúng không? Mình 70 à? Ừ. Mình tầm 70 thôi. Kéo lên cho em đi nha. Chị đợi em xíu nha mấy chị. Mẫu này không có kèm quần mấy chị nha. Mẫu này là mấy chị mặc chung với lại quần legging nha. Mẫu này là mặc chung với quần legging mấy chị nha. Rất là đẹp luôn, mấy chị có thể mặc quần legging đen hay legging trắng gì tùy mấy chị nha. Có thể mặc legging đen hoặc legging trắng tùy mấy chị ha. Chìa khóa đằng sau lưng. Rất là đẹp luôn ha. Mẫu này 140 eo 70 nha mấy chị nha. Eo 70 nha. Chị nào vừa chốt cho em là mã số 4. Mã số 4 140. Không kèm quần, không kèm móng mấy chị nha, không có quần không có móng. Làm mà, cái áo dài thôi. 140 ha, mấy chị về phối của legging đen hoặc là trắng cho em. Mã số 4 140 eo 70 nha mấy chị ơi, một eo 70 nha, nhớ eo 70 giúp em nha. Chế nào eo bự không mặc vừa, không mặc vừa đâu nha. Eo 70 nha. 1m6 50 cân, 1m55 46 47 cân cho em là 1m54, 46 cân mặc vừa y luôn nha mấy chị. Eo 70 nha, nhớ cho em đi. Mã số 4 cho chị Trang Ly lưu. Số 4 cho Trang Ly lưu. Cho con gái. Số 4 cho Trang Lalo nha. Nó tắt luôn rồi. 4 cho Trang Lalo nè. 4 cho Trang Lalo, 4 cho Lê Đức Thảo một cái. 4 cho Trang Lalo nè. 4 cho chế Gia Hân Huỳnh nè. Gia Hân Huỳnh đuôi 838 nè. Chế Gia Hân Huỳnh cho em xin thêm địa chỉ nha. 4 cho Gia Hân Huỳnh. 4 cho Gia Hân Huỳnh nè cho em địa chỉ nha. Gia Hân Huỳnh 03484. Rồi chế nào đây 4 nhanh tay chát lên cho em nha mấy chị ơi. Để em xuống mẫu qua mẫu khác rồi nha. Số lượng ít lắm không có nhiều nha. Số lượng ít không có nhiều nha mấy chị nha. Eo 70 nhớ dùm em eo 70. 1m6 khoảng 50. Khoảng 50 cân ha. 1m6 50 cân. Cân tư. Thì ra hơn mình cho em xin thêm địa chỉ nha. Em mặc dù không em à, bà xã em eo 68 ấy ạ, mặc vô cũng hơi một xíu thôi chị. Không rộng đâu, cam kết 40 cân đổ lên và 50-52 cân đổ về nha mấy chị nha. 52 cân nhưng mà eo phải 72 thôi, eo 72-70 thôi nha. Chứ còn mà eo mà to quá là mặc không vừa đâu, tại vì áo dài thì mặc ôm được, áo dài thì mình mặc ôm sát được ha, ôm vô chọc một xíu cũng được, nhưng mà mặc rộng cũng được, nhưng mà nếu mà chế nào eo 74 luôn không có vừa đâu. Rồi cái gấm này đẹp quá, gấm này chị thích
Thảo ơi. Đẹp lắm. Em có bán quần legging nha chị ơi. Quần legging mấy chị mua ở đâu cũng bán mấy chị ơi, mua nhiều lắm, ở bên ngoài cũng bán luôn. Em này 76 nhá. Quần legging bán nhiều lắm, quần legging rẻ tiền có mà. Thì Hoàng có luôn. Chị 1m6 46 kg chắc vừa. Không vừa. Hoàng Nguyễn hả? Sao không vừa? Chị quá vừa luôn á. Chị 1m6 46 kg chắc không? Chắc chắn vừa. Tại sao? Không, 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 chập là do chị lấy cái dâu số 8 với lại dâu ấy đồ nó không có co giảm chị không có được 1m6 46 kg thôi em. Thì sao không cho? Thì đó mới là cái vấn đề. Không, cái hình của chị là chị bảo chị dâu khoảng 70 với lại 68 là sao chị chập được. Vừa trước mình đo cho chị cái đầm màu xanh đó 72. Dạ 72. 72. Mà chị chập cái gì? Chập vai chập cái gì? Không, cái đó thì mặc vừa rồi em 72. Chị cao Thu Thảo bảo chắc phải eo 80 mới vừa. Đấy hả? Rồi, chị đeo một đây nha mấy chị ơi. Trời ơi, Thu Thảo đẹp quá. Em bao nhiêu? Sao cái nào mình cũng muốn lấy mắt vậy? Em này eo 76 mấy chị ạ. Eo 76 nhưng mà mấy chị ơi, áo dài cho nên vì nó là áo dài cho nên mấy chị. Cái này Hoàng Nguyễn mặc ok, nếu mà Hoàng Nguyễn mua chắc lấy cái này. Cái này là 42 cân đổ lên mấy chị nhá. Và 55 cân đổ về. Nghe giùm em, 42 cân đổ lên và 55 cân đổ về. Mấy chị biết tại sao không? Cái eo dài á này mấy chị nhìn thấy không? Eo của em eo 68 mà mấy chị thấy mang vừa y luôn đúng không? Mang vừa y luôn. Đó, nhưng mà thật ra là nó còn có đồ rộng ha. Khi mà ôm sát như vậy nó còn có đồ rộng. Đó, rồi mấy chị comment nhanh tay giúp em nha. Mặc ôm eo chứ. Rồi, chị nào ôm cái mẫu này comment nhanh tay giúp em là mã số 10. Mã số 10 là 42 cân đổ lên và 55 cân đổ về. Comment mã 10 giúp em. Bao tiền? Dạ, giá em này là 120 nha chị nha, 120. 120 mã số 10. Gấm nha mấy chị, vậy gấm nha mấy chị. Mấy chị về mặc chung quần legging giúp em. 120 mã số 10 eo 76 vải gấm mấy chị nha. Mã số 10 nè. À, lấy comment mã số 10 cho em 120 nha. Mà gấm nha, mặc phải gấm nha mấy chị, phải gấm. Số lượng ít. Gấm số lượng ít. Ok, em lại giờ đi đâu rồi. Đó, hết đẹp rồi. Mã số 10 cho chị Hoàng Nguyễn này. Mua cho Hoàng Nguyễn. Hàm ơi. Mình nào đẹp hết á, mình nào cũng mặc hết. Mua cho Hoàng Nguyễn ha. Gấm nha mấy chị, 120 thôi nha mấy chị ơi. Và chung của legging giúp em nha. Đây cô gái Trung Hoa này. Đây mẫu cô gái Trung Hoa này. Xinh đẹp thiết tha. Thôi bán mấy cái này thôi, cô ấy bán nha. Người này đang biết người vô buồn quá, phải bán rồi, tôi bán. Không phải, từ cái giờ này mà chết ra một chỗ làm thì biết rồi. Xương xa. Mã số 10 cho chị Hằng Trần nè, 878 nè. Vừa cho Hằng Trần, trời ơi em đó, mấy chị nghe rồi em đi. Cái này đẹp cực cười, lột ra cho em. Lột ra cho em xem. Cái đó để tôi bán. Thấy không? Lột cái kia ra cho em luôn, chừng nhập. Khác, cái kia có phải không em? Đó, không giống luôn. Thấy mẹ rồi, phải được một cái thôi. Có khác không? Khác chút xíu quá. Khác chút xíu. Hoàng có chế đồng ý không? Chế gì? Chế sau là chế gì? Chế này của Hoàng. Cái này của ai? Hàng Trần. Hàng Trần ơi, chị ok cái này không? Cái này nó hơi khác hoa một chút xíu chị nhé. Hoa kia thì hoa này cần, còn hoa này thì hoa trùng trùng. Đó, nó hơi khác hoa một chút xíu à, chị ok không? Ok thì em chốt luôn nha chị nha, cái này chốt tha chưa? Trời ơi em nói thật sự. Mấy chị ơi áo dài này em bán 120. Em đố mấy chị đi khắp cái. Cái này là chị áo không có quần nha mấy chị nha. Khắp cái thành phố, khắp mặc với chân váy ren được không? Cái chân váy ren hồi nãy chốt, ai cho cái chân váy ren hồi nãy ra mặc nó lên nó rất đẹp nha. Chân váy ren này cùng legging này mấy chị mặc đẹp giả mang luôn. Em nói hả mấy chị đi khắp cái Facebook này, mấy chị lướt khắp cái Facebook chắc con mình em mặc áo dài 120. Áo gì gấm 120 đẹp mà dài con gối nữa chứ. Trời ơi nó đẹp. Mấy chị mặc đi dạy cũng được mấy chị nhá. Chị nào cô giáo mặc đi dạy cho em. Trời ơi nó đẹp. Mấy chị may nhá hả? Em nói thật sự may cái áo dài này không giá 200 mấy nha mấy chị nha, phải gấm nha. Đúng rồi, chế Hằng Trần được lấy. Hằng Trần ok giùm em này, lấy ok giùm em Hằng Trần nha. Hai cái đó, cái kia cũng khác đó em. Rồi, cái đó bỏ nó đi. Hai cái. Thôi để mình làm cái khác. Ok nè. Rồi chị nào lấy cái đỏ em mới giơ lên comment cho em mặc số 7. Lấy cho em cái chế cầm đi, chế tên Lê Bông Sen. Bông sen lê hả? Ừ. Bông sen lê lấy cái mạng số 7 hả? Ok, mặc cái vừa cầm cái hoa nhỏ nhiều là cho chế bông sen lê này. Áo đỏ to không? Áo
Eo 76 với chị. Eo này hả? Không, cái cũ, cái vừa tôi bỏ, cái vừa trước ấy. Cái vừa trốn là em khoảng 75 đi cho nó thoải mái, 75 được về ha. Vậy số 7 đúng rồi đó. Và số 7. Bông sen đây được mã số 7 em nha. Sương xám nha mấy chị ơi, sương xám nha. Sương xám này thì không cần mặc cái cuồng hay cái váy gì đâu mấy chị nha. Chỉ cần mặc như vậy thôi nha mấy chị. Sương xám cô gái Trung Hoa quá dễ thương luôn. Rồi, chị đơn sương xám thì em hơi to một tí thì em đo cái nhé. Trời đẹp quá à. Dễ thương quá à, chị nào lấy sương xám. Sương xám hả mấy chị ơi, sương xám giá 120 nha. Sương xám 120. Mãi vô, mãi vô bà con ơi, Tết tới nơi rồi. Sương xám có 120 thôi, cầm bên mặt 120 giúp em. Em còn nó 76. Có túi, có túi. Trời ơi, nó có túi luôn. Mấy chị ơi, rồi chưa, nó có túi luôn. Trời ơi, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Nha vừa phải cho nha nha. Giờ tới 10 rồi. Thảo ơi, giờ tới 10, chị Thảo ơi, giờ tới 10. Sương xám giờ tới 10. Comment nhanh tay giúp em đi, khóa đằng sau lưng. Comment mạng sương xám cho em cái màu nha. Sương xám có hai màu là màu cam và màu nâu. Cái này chỉ có áo thôi nha, không có quần nha. Cái này đỏ rồi nha, phải nâu đâu, cả đô hả? Không. Cả đô. Không. Đỏ gì? Đỏ đất. Màu cạch, màu sô-cô-la, gần như sô-cô-la đỏ ấy. Đỏ đất, mấy chị ơi, đỏ đất. Dạ, đỏ đất. Màu này màu đỏ đất. Màu đất đỏ nha. Màu này màu đỏ đất nha mấy chị, còn màu này màu cam nha. Rồi chị nào lấy sương xám màu gì chốt em màu đỏ cho em. Số lượng ít không có nhiều nha mấy chị, số lượng ít nha. Ít không có nhiều nha mấy chị. Ít không có nhiều. Một. Sáng, gam. Con mẫu nha, con mẫu nào tay dài một đi dạy không lấy cho chị một cái với chị Hương. Sườn xám cam cho chị Thanh Thúy nè. Mấy chị ơi, nói với chị nghe nè, mấy chị ơi, áo dài cái tân không có nào tay dài hết, chỉ có tay lừng thôi. Áo dài cái tân không có một cái nào tay dài, mấy chị ơi. Không bao giờ có tay dài luôn, chỉ có tay lừng thôi. Sườn xám. Chị Mai lấy cái màu màu nâu nâu được không chị? Cái màu cam em hết rồi. Sương xám chấm hai đây, áo dài luôn đi mấy chị. Đỏ đất, đỏ đất cho chị Phương Nguyễn. Ồ, mới đổi thì tình diện hay sao vậy chị? 225 này. Chị đợi một xíu nha. Xám không có tay. Còn Nguyễn Phương, em biết cũ là Nguyễn Phương, còn đến bởi là Phương Nguyễn. Rồi chị nào đi dạy mặc áo dài nha mấy chị ơi. Áo dài này, áo dài vàng vàng cách tân ha. Tay phồng nha mấy chị. Phải nhung nha mấy chị nha, phải nhung. Tay xinh đẹp cực kỳ luôn. Rồi cái này mặc chung của lấy kim cho em nha. Mẹ ơi, đồ tặng đồ đẹp thôi. Rồi, nhung nha mấy chị ơi. Màu này eo của nó là 70 co giãn luôn, eo co giãn luôn mấy chị. Co giãn được tới 75 nha. Eo nè, 42, 45 cân đổ lên, 42 cân đổ lên đến 68 đến 50, 58 cân luôn ha. Thôi 57 thì cho nó thoải mái, nó 756 thì thoải mái nha. Mà dù cô dạng chất của nó chất nhung nha mấy chị, tay hơi phồng phồng nha mấy chị. Đẹp giả mang, chị nào đi dạy, chị nào cô giáo hút em này liền cho em này, mua ngoài tới 300 mấy hút em mấy chị nhá. Cái này mấy chị mua ngoài tới 300 mấy hút em ha. Rồi chị đơn kéo dài này, hoặc là để đi lễ Tết cũng được, chùa chiền gì đó cũng được ha. Rồi chị nào ơn chốt liền cho em. Màu này là giá 140 mấy chị nha. Comment cho em mã của nó là mã số 9. Mã số 9. Ủa sao vậy? Máy đứng rồi hả? Mã số 9. Nóng quá ta. Comment mã 9 cho em. Mã số 9 nữa mấy chị, mã số 9 à. Tôi cũng giang phẳng, vẫn co bình thường nè. Mã số 9 nào lấy số 9, comment số 9 cho em nha. Mã số 9 nha. Mã số 9 nha, mã số 9. Cái máy này nó có vấn đề rồi. Chạm đất cho chị Hương ơi, chạm đất nha. Mã số 9 cho chị Nhung Phan đôi 363 nè. Em mặc chạm đất nha cho chị Hương vừa. Còn không? Có 2 cái. Tôi lấy em. Chị Hương đi dạy bằng được đó chị. Dạy mặc đẹp. Đi lễ chùa hay là đi chùa chiền hay là đi lễ Tết gì cũng được hết á. Cái này thì Hương mặc đẹp luôn, hôm mấy 6 đúng không? Hôm mấy 6 số mấy? Mã số 9 cho chị Hương Trần 482. Sao không trả lời chị? Chị trong huyền tuyết. Mấy em mới bị đứng. Đổi mã số 4 thành mã số 10 cho chị nha. Chị Xuân Huyền Tuyết. Mã số 4 là mã gì vậy chị?
Mã số 10 là mã gì? Mã số 10 em có một cái hết rồi chị, số liên tiếp rồi, chứ em cũng đâu có chốt, còn đâu chốt chị. Mã số 4 là mã gì? Mấy chị ơi, hôm nay mùng 1 mấy chị hạn chế đổi hàng với xã hàng. Dạ không em, dạy quá chị không vừa. Chị Dung Phan này, bà xã em 1m54 là dài vừa chấm đó, vừa chấm mắt cá. Vừa chấm mắt cá đó. Không, áo dài bây giờ phải mặc chấm mắt cá mới đẹp, Dung Phan thừa. Dung Phan yên tâm đi. Chấm mắt cá mới đẹp. Dung Phan cái cỡ em chứ mấy đúng không? Chị... Em mới 54 chứ Dung Phan 54 à. 54 55 gì đó à. Chứ không có vợ em không mặc có lết đâu mới chơi yên tâm. Có mặc lên lết đâu. Dài dễ. Ừ, dài dễ mặc, sợ ngắn thôi, dài dễ mặc. Rồi mẫu này, mẫu này. Vậy số 4 chị khó không? Không. Số 4 là cái gì ta? Em chả biết số 4 là cái gì luôn ý. Nhắc giùm em số 4 là cái gì chứ ơi. Nhắc giùm em số 4 là cái gì nha. Đây này, mấy chế. Như bộ này mới đi giày được luôn rồi, mấy chế về. Cái quần nó dài cái gì đó thì mình lên like cho em nhé. Quần lúc nào phải dài nhé. Ok, chị Dung Phan luôn lấy ba đó nè, bỏ làm vô. Quần dài thì lên like giúp em nha. Quần dài lên like giúp em. Rồi, nguyên một set này luôn nha mấy chị ơi. Nguyên một set luôn, xin đẹp, giả mang luôn. Đây, cái này cắt cân luôn nha mấy chị ơi, cắt cân. Ren hồng, mã số 4 là ren hồng. Em coi cái này chị Dung Phan thấy không? Không, chị Dung Phan thấy chưa chốt số 4 hả? Có tay, em có tay. Đây, em có ok. Vậy chị xuống hình tiết có lấy cái đen hồng không? Đấy. À xuống là đen hồng ok. Chị xuống hình tiết lấy ok cho em nhé. Rồi cái áo dài này nha mấy chị ơi, quần của nó quần đỏ nha. Quần đỏ, quần nó đỏ nha mấy chị. Rồi mẫu này quần của nó có lưng bo thun luôn mấy chị. Lưng của nó là lưng thun luôn ha. Đây lưng của nó có bo thun luôn, có dây khóa và có bo thun luôn. Thoải mái luôn ha mấy chị. 1m6 57 cân đổ về cho em yêu này em khoảng nói chung mấy 6-57 cân đổ về và 45 cân đổ lên. 45 cân đổ lên và 57 cân đổ về cho em. 45 cân đổ lên, 57 cân đổ về. To rồi. Không cho chị thì chăn lên lưu vừa không? Được, chăn lên lưu bao vừa. Bao vừa chăn lên lưu. Đẹp quá không? Em mẫu dài được chuẩn phít. Tôi mẫu dài được chuẩn phít nè. Rồi, chế nào chốt nhanh cho em. Mạng này mẫu gì anh? Đọc mẫu gì? Chị đọc mẫu. Chưa cơ giá. Xếp này giá 150 với chị ha. Xếp này giá 150 nha. Chị nào ưng set này comment nhanh tay cho em 150 với chị ha, và siêu đẹp với chị. Mà hàng này hàng ở đông sale, một bộ này giá là 350 với chị nha. Sale xuống còn 150 thôi. Comment mã Nam Môi cho em. Em hứa với mấy chị bộ này giá là 350 với chị nha, hàng đông nha. Sale xuống chị còn có 150 thôi với chị. Hàng vô shop đàng hoàng, shop áo dài đàng hoàng, có thương hiệu đàng hoàng với chị nha. Mã 50 150 nè. Mã 50 150 nha, chị nào lấy comment mã 50 cho em này. 45 cân đổ lên và 57 cân đổ về. Ok này, chị Xuân Huỳnh Tuyết có lấy cái mã hồng ren không? Lấy ok cho em này, nếu không lấy thì thôi em để em bỏ ra nhé. Ngoài chị ồn quá chị không nghe được, chị Trang Ly Lưu mọc vừa nha. Cái này không có quần. Ủa, vậy? Đâu không? Số 4 có quần đó. Cái bộ có quần này giá 150 với chị nha, bộ không có quần này giá giống vậy luôn nhưng mà không có quần với chị ha. Quần là mấy chị mặc chung lấy jean cho em cũng được nha. Bộ không có quần giá của nó 130 nha mấy chị. Quần 20 ngàn. Đây. Nguyên một bộ có quần này là giá là 150 mấy chị nha. Còn bộ không có quần giá 120 luôn đi. Mã 50 cho chị Xuân Huỳnh Tuyết này. 120. Mã 50 có quần cho Xuân Huỳnh Tuyết. Rồi giờ không có quần cho ai đây? Comment 51 cho không em. Không có quần cho chị Trang Ly Lưu, chị có lấy không? Không có quần cho Trang Ly Lưu lấy không? Mặc chung quần lấy jean đen giúp em. Đẹp lắm. Mà chung quần lấy jean đen đẹp lắm nha. Không có quần bộ bộ bỏ ra coi, quần lấy jean đen không thôi. Đây, mặc quần lấy đường áo như đây. Còn chị trung hơn nữa. Đường áo như đây. Đây. Đây, có dây cột không? Có dây cột luôn. Có dây, có ruy băng luôn. Rồi, comment 51 cho em nè. 51 giá 120. 51 giá 120 nha. Rồi 51 đi anh. 51 không có quần. Đúng không? Ừ, 51 không có quần. 51. 51 này, 51 cho chị Phương Nguyễn 225 này. 130 này. 120.
Còn 2.2, ok, 1.2. Ban rẻ, ban rẻ là ban rẻ cho chế luôn. Cô chỉ cần một cái quần leg jean thôi, mới chị có thể mặc cùng áo dài luôn, đẹp ghê hồn chưa? Ok. Đẹp giả mang luôn á. Rồi, mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này nha. Chị nào mẫu này comment nhanh tay giúp em nè. Quá xinh luôn. Quá xinh luôn chị. Rồi, mẫu này giúp chị 54 cân đủ về cho em nhé, 654 cân đủ về. 1m54, 49 cân cũng vừa luôn. 48 cân đi cho thoải mái, 1m54, 48 cân. 1m54, 48 cân, em đọc chuẩn cái số cân của em nhé chị nha. Chuẩn cái số cân của em là 1m54, 48 cân. Còn em 46 cân mà còn rộng thôi, rộng khoảng 4 phân. Rồi, chị nơi mẫu này chốt nhanh cho em là mạng số 2. Mạng số 2 với chị nha, quá đẹp, thật sự đẹp trả mang chưa. Mã số 2, comment nhanh số 2. Mã số 2 nha. Mã số 2 này, mã số 2 1m54 48 cân mặc vừa nha. Mã số 2 nha mấy chị ơi, mã số 2 nha, mã số 2 màu đỏ nha. Mã số 2 màu đỏ, lấy comment mã số 2 cho em ha. Mã số 2 120 comment mã số 2 cho em. Mã số 2. Gì? Mã số 2. Cái một cái bông hết màu mẫu chấm bi chỉ có không em, mẫu chấm bi là mẫu gì ta? Từ bỏ qua không biết. Đây mã số 2 qua rồi, tí nào có gì. Mã số 2 cho chị thắm nguyên đôi 338 này. Ừ. Biết, chưa nói giá. 1.2. Nói rồi, em nói rồi mới chỉ nghe rồi. Mà xả cho nghe thôi, 1.2. Rồi cái này thì nhỏ nhỏ một chút nha mấy chị. 46 kg vừa không? 46 kg vừa chứ chị, chị Phương Nguyễn vừa, chị Phương Nguyễn nhỏ qua mà. Ủa dài dịp mặt lắm đó chị ơi, thấy mặt sao chị mặt vậy nha, cái này hơi nhỏ nè. Chị Xuân Huỳnh Tuyết ơi, cái này chắc cho con gái của chị Xuân Huỳnh Tuyết nè. Cái này nhỏ nè, cái này tầm khoảng 44 cân đủ về thôi. Mấy 55 là 44 cân nha chị nha, cái vai của nó hơi chật chút. Không, cái này 45 cân đủ về thôi. Trang Nguyễn 1m55, 45 cân đủ về mấy chị nha. Số 2 em hết rồi, số 2 cho chị Thắm Nguyên đôi 338 này, em hết số 2 nha. Đẹp quá à. Nhìn đi thèm quá à. 1.2, dài gấm. Quá thèm luôn thật sự. Em nhìn em quá thèm luôn á. Rồi chị ơi, mẫu này comment nhanh cho em là mã số. Mấy của chị đẹp vui rồi. Mã số mấy nha? Mã số 44. Mã 44. Giá là 1.2. Mã 44 giá 1.2 nè. 1m54, 44 cân đổ về, 1m55, 45 cân đổ về. Đồng em đi Thảo. Hả? Em bao nhiêu? Mấy chị hỏi em không đẹp em. Eo số 8. Em đặt đọc, con là mấy chị biết rồi, mấy chị khỏi phòng nghe eo thật sự luôn á. Cái này khỏi phòng nghe eo luôn. Tại vì 44 cho chị 44 là cho chị Mai này. Tại vì nhiều khi về này mấy chị eo mấy chị có thể vừa nhưng mà vai nó chật. Cho nên em đọc 44 là cho chị con. Mai nha. 44 cho chị Mai này. Em đọc, em mặc vô em đọc con mấy chị khỏi phòng nghe eo luôn. Rồi tiếp nha mấy chị. Một cái collet jean thần thánh, mặc được đủ mọi loại áo dài. Cái này đỏ cam á mấy chị ha, màu đỏ cam nha. Đỏ tươi, cam. Đỏ tươi chứ đỏ tươi. Màu đỏ tươi nha. Rồi em này đọc eo cho mấy chị nha. Eo em này 75 đổ về mấy chị ha. 75-74 đổ về nha. Eo 75-74 đổ về. Rất là đẹp luôn, mét 6 khoảng 4 54-55 cân không biết. Đúng rồi, không có quần nha mấy chị ơi. Mẫu này không có quần nha, quần là quần của em nhá. Quần là quần của mẫu nha chị, quần này không có quần đâu. 120 không có quần nha mấy chị nha. Quần là của Leggin nhá. Quần Leggin em bán á mấy chị. Mà hôm nay hết bán rồi. Mấy chị nào mà chưa có Leggin thì có thể ra ngoài mua cũng được ha. Hoặc là đợi được sau em về Leggin em bán cho mấy chị được. Rồi mẫu này. Sợ Leggin. Sợ Leggin rồi hả? Rồi chị nâng mẫu này chốt nhanh tay cho em. Mà của nó là mã số 3. Mã số 3 L76 nha mấy chị ơi, mã số 3 L76 nha, 120k mấy chị nha. 75 thôi. 75. Rồi cái mé số 3 cho em. Mé 6 á 45 42 cân đủ lên và 56 cân đủ về. 55 cân 56 cân đủ về nha. Một cái cho mấy chị. Xuống luôn. Đẹp quá đẹp. Trời ơi chắc để dành tối lên nổi đi đi. Có hai cái giống nhau không? Có hai cái giống nhau nha chị. Mẫu khác chị ơi. Mẫu khác.
Ok này, mã số 3, số 3 cho Phiến Phiến này. Rồi cái này mà tối mà lên thì thôi không đủ mà chia. Mấy chế không giật nhau mới làm luôn á. Bây giờ mấy chế đi làm mới chơi rồi tối đảm bảo tiếp cho mà coi. Thế nào cũng tiếp hồi hồi. Thế nào là thằng ơi có về nữa không? Ủa lâu lâu em mới có đầu xeo thôi, em me ăn đông lắm luôn á. Phải ra canh me ăn đông mấy chế. Ra canh me ăn đông trời ơi, năng lực chị ơi. Xeo đi đến mức độ nó chưa bán mà kêu nó xeo nó chửi vào mặt cho. Tại vì nó bán một buổi thì giá cao lắm, mấy trăm ngàn một buổi. Nó chửi như con. Ừ, nó chửi như con luôn mà phần năng lực nó sale này mà bán cho mấy chế này. Có mấy chế thấy thương em không? Rồi, bộ này nha. Quá xinh luôn. Bi nha mấy chị nha. Áo dài bi nha, bi. Chân váy quá đẹp. Chân váy quá đẹp. Rồi, chị nó lấy bi, chốt bi cho em. Bi này mét 6 khoảng 54 cân đổ về. Mét 6, 54 cân đổ về. Mét 55, 48 cân. Còn bên bi giúp em. Bi mà bi. Bi cho chị Nhung Phan 363 nè. Bi cho Nhung Phan, còn bi đẹp quá không. Rồi bi cho Nhung Phan nha. Bao nhiêu tiền? Dạ bi giá là một. Chị Nhung Phan ơi, bi giá 140 nha Nhung Phan nha. Bi giá 140 chị nha. Trời ơi, nói chung là bỏ 140 ra mua mấy cái bộ dài này nó thật sự. Nó đẹp, nó rẻ, dã man luôn. Đây chị nào mà nói hai bộ giống nhau nè. Có hai bộ giống nhau luôn nha, ưu tiên cái chế là cặp nha. Dạ. Em đây. Cái màu hồng á. Đây hả? Cái dưới. Này em lấy rồi chị Mai lấy cái dưới màu. Cái thứ 5, thứ 6. Đây hả? Đây đó. Đó. Còn cái con gái kìa. Cái bộ kia màu yêu mà đứng ra kìa. Chị Mai ơi, chị Mai. Hồi này chị Mai lấy cái này đúng không chị Mai? Chị Mai lấy. Chị Mai lấy. Chị Mai lấy bộ này mặc chung với con gái được nè. Đúng rồi, cái này chị Mai mặc chung với con gái. Ôi nhỏ nhé, eo bự. Hả? Eo bự. Bé eo bự chị Mai luôn hả? Đây, eo bự. À không, được, chị Mai mặc được. Cái này là tay dài, giống cái hồi nãy, giống cái hồng hồi nãy luôn. Nhưng mà nó tay dài và là áo dài luôn nha, tài dài luôn. Đây, cái này mặc chung. Cái này hơi khác một chút thôi nhưng mà... Cùng màu hồng hả? Cùng màu hồng giống nhau á. Đây, chị nâng cái áo dài này. Áo dài này giá 130 chị nha. Áo này giá 130 phải gấm cho chị và siêu đẹp 130 nha. 130 nha mấy chị nha, mặc chung cùng lấy kim cho em nha. Cái này chị Mai lấy mặc chung với con gái được đẹp đẹp này. Màu hồng gần giống với kia nè. Đấy, dễ thương chưa? Cực kỳ cổ xinh quá à. Sao không biết nó giống gì mà sao dài đẹp. Cái kia nó ngắn ngắn hơn cho con gái mặc chung nó xì tin hơn. Mình lớn hơn rồi mình mặc kè dài chút. Chị rồi. Mai lấy ok cho em nha. Chị nói ông bộ này comment, ông áo dài này comment cho em mà của nó là mảng số 15. Mã 15, 130k này. 130k, 1m6. Bộ này 1m6, khoảng 54 cân. 1m6, 54 cân. 1m6, 54 cân, 1m55. Xin tiếp cho chị Mộng Hồng Nhi. Chị nào chốt nhanh em chốt cho người đó. Comment cho em là gì? Mã 15. Mã 15, chị nào chắc mã 15 nhanh lên em chắc cho người đó, em chốt người đó nha. Có cái nào màu đỏ chị mua cho con đấy. Chết em hết màu đỏ rồi. Thì em hết màu đỏ mất tiêu rồi. Hết màu đỏ, còn màu hồng thôi. Còn màu hồng, màu xanh rồi đủ thứ màu rồi. Em lên tiếp này, cặp đúng không? Hồi này chị nó hỏi cặp đúng không? Đây má 15 cho chị Phương Nguyễn 225 này. 15 cho Phương Nguyễn nha. Em lên vài bộ áo dài cặp nha chị ơi. Chị nào thích mặc một cặp này. Ok, em lên, em học bảo với chị chốt chân này. Em chốt liền là ai, em ưu tiên quá chơi quá đấy. Đó. Rồi đây là một cặp nha chị, một cặp nha. Là hai cái giống nhau luôn á, chị nào mà thích mặc cặp chốt hai cái này cũng được. Rồi chị nào ưng cái màu này comment nhanh cho em này. Cái này mấy chị mặc quần legging hay mặc chân váy cũng được nha. Còn cái nào màu đỏ. Mặc legging hay mặc chân váy cũng được hết á. Chấm 2 nha mấy chị. Chấm 2 nha. Được tặng kèm chân váy. Chân váy nè. Em số 8 đổ về hả? Em số 8 đổ về hả? Mét 45 thì 46 cân. Mét 54 46 cân. Có màu vàng màu đỏ. Mấy năm tư cũng sáu cân có vàng rồi đó. Tiếp không có 15. Còn màu đỏ không anh? Còn đỏ hả? Đúng rồi. Hôm nay có vàng và đỏ mấy chị, có vàng và đỏ nha. Chị nào lấy chốt cho em vàng hoặc đỏ nè. Rồi có chân váy, mà chân váy này nó để nó không tách ra nên nó hơi đỉnh màu một chút nha mấy chị. 150 mà bán 120 tức là bán mình áo thôi. Còn chân váy tặng luôn ha, chân váy không tính tiền. Chân váy bị dính chút màu cho nên em không tính tiền nha. Mặc bên trong cho nên mấy chị không có bị thấy ha. Áo 120, bộ này là 150 mấy chị. Em mang áo thôi, tặng chân váy ha, cái giá 120 nha. Tại vì chân váy nó bị dính chút màu này. Nó bị dính cái màu này nè mấy chị.
thì người ta để chung mà không có tách ra á. Rồi chị Nương chốt cho em mã này là mã vàng hoặc mã đỏ nha. Chốt màu cho em luôn, vàng hoặc đỏ. Kèm cho có trắng vàng đỏ nè. Trắng vàng đỏ. Trắng vàng đỏ của trắng gì? Trắng cái nào? Em đang mặc trắng đó. Cái này là vàng nè. Dạ vàng đây nè. Cái này là vàng nè. Rồi đưa màu lên đây. Rồi trắng vàng đỏ. Vàng nè. Ok. Đỏ nè. Ok. Rồi vàng đỏ thấy chị. Trắng vàng đỏ. Vàng đây, vàng đây. Eo 68 hết nha, 6870. Eo 6870 hết nha. Comment chị cho liền tiếp. Bả đọc mã mà cái em chốt cho mã đó chị cho liền tiếp rồi. Đây. Trắng cho chị ăn nè. Trắng cho chị ăn. Chị ăn lấy thêm một cái để mặc chung với con gái đi, lấy thêm đỏ đi chị ăn ơi. Đó. Gái xíu mà bà ơi. Gái người ta có bốn rồi mấy à, có chốt mặt thế nào được cho nó quấn quanh người à. Chị nào lấy cái này gom em nhanh tay. Trắng bàn đỏ đem qua một khác nha. Đẹp nha mấy chị, gấm nha chị nha, gấm nha. Chấm 2 nha chị ơi, được tặng kèm chân váy luôn. Chân váy không tính tiền nha. Rồi cầm em nhanh cho em nè. Trắng bàn đỏ nè. Trắng cái chị ăn được không? Ừ. Đẹp, dễ thương, thức tha. Thức tha ha. Cực kỳ cưng luôn, thôi để tôi lên. Tôi bán cái chiếc buổi tối. Lên luôn mẫu kia đi. Lên nút mẫu này nữa. Còn lại tôi bán nha. Đây, một cặp nữa nha. Ủa, nên phải một cặp. Em tự cho nó là một cặp đấy chứ có ai cho đâu. Thế mà hồng hồng thì gần nhau từ một cặp. Đây, thì không có cái mẫu là 40kg hết, 40kg rồi. 40kg hả? 40kg mà biết mấy mới quan trọng chứ, 40kg mà chỉ có mấy 45. Thì chỉ mặc cái nào. Chị Vân ơi, chị Vân ơi, con bé nhỏ 40kg rồi á chị, 40kg. Đợt này em thấy nó cũng cao mà phải không chị? Cao bao nhiêu chị nhỉ? Nhưng mà cao bao nhiêu? Nhưng mà cao 1m45 mặc cái nào vừa đấy chị ơi. Còn cao 1m50 thì mặc mấy cái nào mà em đi vào 68 hết nha. Thật vừa hết nha. 40kg á, 40kg á, tầm 1m4 không chị? Rồi mẫu này nhắm chị ơi, mẫu này 100k, chị nào lấy chốt cho em mà 100 luôn nhắm chị. Chiếc nhẹ 100k. Thôi lộn miền rồi mấy chị ơi. 100k nhắm chị này lộn miền nha, cái này vải gấm nhắm chị. Gấm lụa nhắm chị nha, gấm lụa ha, giá cao nha. Em lộn miền em bán 100k. Chị nào lấy chốt nhanh này mấy chị, cơ hội nha. Em này khoảng 1m6, 54 cân đủ về ha. Cao 1m43, 40 cân. Ôi mặc gì vừa chị ơi. Vậy mặc cái mấy mẫu này em mặc vừa này chị có chốt cho bé cái chốt nha. Chị Bích Vân nha. Mấy mẫu này mặc được nè. Ngang ngang chị thấy ngang ngang thế này. Đúng rồi. Vậy em kêu giao 68 là chị chốt hết cho bé nha. Cái về mình cái áo dài này về nó hơi rộng mình bóp vô được cái chị. Không cần bóp luôn, giao 68 không cần bóp. Đấy bảo về thì nó hơi rộng, nó mặc vô mà thì nó rộng thì bóp được. Rồi chị nào ơi, cái mẫu này cầm đi nhanh cho em nha. Cầm đi nhanh cho em nha, 100k. 100k bán lụt. Lột sạch máu luôn. 100k, má 100, 100k, má 100. Trời ơi. Nào nhanh tay thì được chậm tay làm cấm móc lùa nha. Cấm lùa nha, bao đẹp luôn. Nhanh tay thì được chậm tay làm móc nha, thêm một cái màu hồng. Thêm một cái màu hồng nữa. Kiệt. Rồi, chị nào lấy cái hồng này. Quá đẹp luôn. Chị Vân thấy bà xã em mặc lên ngắn ngắn tầm qua gối á. Mình chốt mà bà xã em cao có 1m54 à. Chị Vân Vân nha, chị Vân nha. Rồi mẫu này luôn mấy chị ơi. Rộng vai, rộng nó đem bên biển nó nhỏ, đúng rồi. Rồi mẫu đó này. Đó mình bóp lại được cái chị. Thôi, chị nhắn cho ưng ra chút. Ừ. Rồi, mẫu này nha mấy chị. Màu này eo bự, màu này eo tới 75 là 75.6 á. Màu này eo tới 75.6 ha. Rồi chị đâu mẫu này 75.6 cân. Chị Nguyễn Tuấn này. 56 cân. Nguyễn 56 cân ha. Chị Nguyễn Tuấn học rồi eo 76 này. Chị mẫu này đẹp quá trời đất luôn nè. Chị nào ơi, mẫu này comment nhanh cho em là mã của nó là mã 12. Chốt mã 12 giúp em nha, mã 12 giá 120 nha. Mã 12 giá 120. Comment mã 12 giúp em để em thúc cái về mặt tiếp chị đấy. Rồi mã 12 120 nha. Chị nào lấy 12 chút 12 nhanh tay cho em này, mã 12. Mã 12 120. Mấy bé hả? Thôi tối lên nha mấy chị ơi, tối lên nha. Giờ em tạm thời ngưng chương trình áo dài ở đây nha. Tối em tiếp tục chương trình áo dài. Chị nào thích áo dài tối tiếp tục lên. Em show chương trình áo dài ra nha. Dễ thương quá. Ừ, hơi móp đây. Móp nha mấy chị ơi, móp nha.